Hồi đỗ của cô vừa mới bật lên nửa to và cô chưa tắt. Chạy một mạch từ trong nhà chị đấy về nhà cô khoảng độ mất đi xe khoảng độ mất 7-8 phút thôi. Rồi. Ủa cô đâu mất tiêu rồi hả? Cái mạng có vấn đề gì á, cô ra rồi. Em cũng thấy vậy đó, mất tiêu. Bendy cũng ra mất tiêu luôn à. Hồi nãy cái mạng của chị nó cũng chạy ra nhóc cho nó chạy 2-3 lần nữa vô không được mà ra cũng vô cũng không được luôn nữa, không nghe gì hết á. Cái mạng bữa nay bị sao không thấy nghe tiếng con? Cô vào rồi mà. Cô mới vào lại. Ok, sorry các bạn nhé, cô bị đá ra, chắc là cô nhiều chuyện nó đá cô ra luôn. Nhiều chuyện nó đá luôn. Cô về nhà là nhà cô là trong nhà đấy, cô đóng cửa kín mà trong nhà là khói nó bốc mù mịt hết rồi. Nó bốc mù mịt nhưng mà nó chưa có cháy đâu, nó vẫn ở trong cái lồi nó cháy mà cái lồi nó nấu một mức độ nó nhũn cái nhôm ra giống như là mình nhũn cái nhôm là mình bỏ lồi các bạn. Cô vội vàng là cô tắt cái bếp ga, rồi tháo cái bình ga luôn, khóa ga luôn xong bắt đầu là mở toang cửa ra mà cỡ ngày hôm nay vẫn còn hôi luôn các bạn. Nếu mà cô Hên thấy con nó chưa có nổ. nó chưa có nổ đó các bạn, vì trong bếp cô mới đổi 2 bình ga luôn, sợ mà cô bị rất nhiều lần rồi nên cô cực kỳ sợ, lâu lắm không nấu. Nhưng mà hôm qua là sữa đậu xanh thì không được uống mà hôm qua rồi. Nhà ba chồng em cũng dính một lần đấy. Ông đi đằng trước để cuốc rau mà ông để ông nấu cái nồi canh mà nó cháy đến mức độ mà cái nhà khói mù ấy, cái nồi vứt luôn đi á. Cái Cô bị nồi. 2 lần rồi, cô bị 2 lần nó nguy hiểm như thế rồi. Một lần trước là cách đây 1 năm trước, từ lâu rồi cô không dám hầm nồi nữa, rồi là cái đầu óc cô hay quên. Để cô kể lúc cái chuyện nó nguy hiểm như thế nào. Cô đó khi đó cô đưa con gái, cô đón con gái cô đi học thì tầm 1:30 là cô đón nó đi, thì lúc đó cô bật cái lồi cũng lồi chè đậu đỏ luôn, lồi chè đậu đỏ. Thì cô Cô bật lên, không có cô ý là cô bật lên thì cô phải đi đón con cô, thì để đi đón nó thì nhà từ nhà đến trường học cỡ khoảng độ vừa đi vừa về cũng đã mất 10 phút thôi đúng không? Thì khi mà đón cô xong thì cô đón con cô xong, con cô nói là mẹ hôm nay con không muốn ăn cơm nhà đâu, hay hai mẹ con mình đi kiếm cái gì ăn đi. Thế con thấy nó bảo thế, ừ thế đi kiếm thì ăn, hai mẹ con đi kiếm quán đồ Tây ăn, ăn xong rồi ngồi ngồi xong đấy, thôi mẹ dẫn con đi ra ngoài này đi lang thang tí, xong bắt đầu đi mua thuốc bắc biết. Đi vào hiệu thuốc bắc, cái đầu cô nói là cho tôi mua mấy cái bao bao nén sưởi đi, đang nóng lắm nấu, ông ấy nói cái nén sưởi cái cô mới nhớ trong đầu ra, ủa ở nhà nấu rồi rồi nồi chè đậu đỏ mà trời đang mưa tầm luôn. Bắt đầu mê tơi chạy về, ông nói mày đi chậm thôi nghe, không thì nguy hiểm. Mà khi mà cô về nhà là cái nồi nó chuẩn bị tụt xuống rồi các bạn, nó chuẩn bị tụt xuống rồi, nó đã bị 2 lần, hôm qua thêm lần nữa. Như qua thằng tôi em cũng bị một lần đó cô, thôi cô học đi. Cô bị nhiều lần lắm các bạn, cô bị nhiều lần lắm, không biết là đầu óc tự cô nói cô em là giết má chồng em sợ không dám mua khoai lang luôn. Em nói đúng khoai lang là khác gấp 10 lần, 10 lần là khác gấp 10 lần. Khoai phải lang thì khoai lang với trứng thì cô thường xuyên, các bạn luộc trứng là thành trứng lướng và khoai lang luộc là thành khoai lang lướng là chuyện bình thường. Nhưng mà ở nhà thì ít ra mình có cái mùi khét, mình có chỉ hỏng nồi thôi. má chồng em sợ biết mà không dám mua khoai lang luôn đó, mua rồi sợ em nấu mà khét không dám mua luôn. Nếu mà nó hỏng lồi hoặc là mình ở nhà mình ngửi mùi khét không sao, nhưng mà cái nguy hiểm của cô là cô đã ra khỏi nhà rồi và nhà không có ai. Nếu mà cháy không phải cháy mình nhà cô mà cháy một dãy luôn nha các bạn, nhưng phải cháy một mình nhà cô đúng không, em gì rồi cô sợ. Set alarm đấy cô ạ, set alarm. Mình hay quên là set. Chồng cô nói là thế này thì có bữa cháy nhà thôi, cô bảo là xác định dần đi, tại vì là từ trước sau cô cũng già rồi nên càng già càng nú, nên may kia già có khi cháy nhà có bữa. Xác định dần đi vì chồng cô từ lâu là chồng cô nói là không có hầm canh nữa, nghe hầm canh là hầm bằng nồi điện, không có hầm nồi ga. Nó kêu cô là hầm thì hầm nồi điện, xong bấm hẹn là không hầm nồi ga nữa, hầm nồi ga cô hay quên, bị rất nhiều lần nên chồng cô không cho hầm nồi ga luôn đó. Nên là Em cô thì nấu nước nấu hay quên khô, chồng em sợ đi mua cái bình nước lọc luôn, không nấu nước thì bây không giờ cô dám đổi, để rồi cô nước đổi cái ấm mà nó có cái tính kêu đó các bạn, khi nào mà nó sôi là nó kêu hú ầm nên là mình phải phải tắt. Nhưng mà cô sợ là cô ra ngoài thôi, chuyên đời là nấu xong để đó đi ra ngoài và vặn lửa nhỏ không sao, vặn lửa to rất nguy hiểm các bạn, mà bếp thì lúc nào cũng phải có 2 thùng ga. Ok, chúng ta vào học nhé. Đó là cô nói về cái chuyện hôm qua. Đó là hôm qua thực sự là chồng cô nói là kiểu này, tưởng là tối nay về ra ngoài ở nó khét đến hôm nay luôn các bạn, khét khắp cái nhà luôn, hiện tại nhà cô vẫn còn mùi khét luôn đó. cô bữa thứ năm có học không mà cô giúp chưa?
À, có bữa thứ năm có học, nhưng mà bữa hôm đó cô không có lưu lại video, tại vì bữa hôm đó ôn tập nên là lớp đó không có thi, nên cô cho các bạn làm đề thi trực tiếp luôn. Thứ năm có học, Em không có vô mà em năm quên. có học đấy. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với tình huống các phương tiện giao thông, tình huống thứ 25. Các bạn có thể mở sách trang 89 học phần từ vựng trước, hoặc là chúng ta có thể những bảng nhé. Thì trong cái phần này, đó là trong cái phần này chúng ta sẽ học về các phương tiện giao thông, những cái phương tiện mà chúng ta đã từng sử dụng, từng thấy, đó là từng sử dụng, từng thấy. Thì trong cái bài này cũng thầy cô cũng chia sẻ đa số rồi, đó là đa số những cái phương tiện giao thông mà chúng ta thường gặp phải. Chỗ Ngọc à, chỗ chỗ đẹp có cái gì sệt thì em cắm mic đúng không? À không. Thì phương Em tiện đâu? đầu tiên. À, phương tiện đầu tiên cũng là phương tiện mà thông dụng nhất chúng ta thường sử dụng, đúng không nào? Collector. Collector, đó là xe hơi hoặc là cái phương tiện mà chúng ta, bạn nào cô tin là bạn nào cũng sử dụng cái phương tiện này, đó là collector. Phương tiện thứ hai, motorcycle chúng ta cũng học rồi. Bicycle, bicycle là xe đạp. Collector, appy, electric. Thì cái collector appy chúng ta, nếu như chúng ta ghép vào thì chúng ta cũng biết cái nghĩa của nó rồi, nên là cái từ này rất là dễ thuộc, đúng không nào? Collector chúng ta học rồi, appy là lửa đó, đúng không nào? Electric là điện mà, cái này chúng ta ghép vào thôi. Collector appy Powatana, thì Powatana nó là cái tàu điện, nhưng mà nó điện ngầm, điện ngầm. Nếu như mà bạn nào ở trên Cola giống như là bạn Jenny các thứ thì các bạn không có xa lạ gì với cái tàu điện và tàu điện ngầm này rồi, đúng không nào? Ở dưới cô thì nó ít, dưới cô thì chỉ có tàu điện thôi, chứ điện ngầm thì không có. Nhưng mà một vùng thành phố như các bạn ở trên Cola thì rất là nhiều, tại vì trước kia cô cũng từng đi làm ở trên đó nên cô cũng thấy là trên đó rất là nhiều. Cô mình cô đọc lại cái từ đó rồi cô, em Cái đâu thấy từ ba qua đâu cô. collector bao hoa nhé, collector thêm cái từ bao hoa cho cô, thêm cái từ bao hoa cho sách đã viết thiếu đó các bạn. Collector Dạ. api Powatana nhé, Powatana. Tàu điện ngầm thêm cái từ bao hoa, đúng rồi, không có từ bao hoa mà cô đọc thành từ bao hoa đó nào. Thêm cái Dạ. từ bao hoa vào nhé. Còn cái từ này thì nó là cái từ của tiếng Anh, là sky chain, đó là cái tàu điện trên cao. Thì ví dụ như bạn nào biết cái sky là bầu trời, mà đó là sky chain là cái tàu điện trên cao. Collector api là tàu hỏa, tàu hỏa dưới cô có. Bát là xe bíp. Thì bát này nó rất là nhiều các loại xe bát, đúng không nào? Nếu như xe bát này các bạn thấy là bát, bát Scola này, đúng không nào? Bát Berger này. Hoặc là ví dụ như là bát đô tinh cạn là cái xe bíp hai tầng. Và ngoài ra trong cái phần này thầy cô không có chia sẻ, nhưng mà ví dụ như là Grab chúng ta từng học rồi, taxi thì nó cũng là tính là một phương tiện giao thông các bạn nhé. Grab cũng vậy, taxi cũng vậy. Carpenter băng nó là máy bay. Còn cái xích lô này thì nó không phải là phương tiện giao thông. Nếu như ở Việt Nam thì ngày xưa nó là phương tiện giao thông, nhưng mà ngày nay thì có thấy cũng ít, còn ở bên Malaysia thì hình như là không có, nó chỉ dành cho khu du lịch thôi thì phải. Nhưng mà thầy cô cũng thêm vào đây cho các bạn biết, và cái từ này là từ đi mượn của tiếng Anh thôi, chứ chính tiếng Mã nó không có cái từ này, cyclo, nó là cái xích lô. Cô, em thấy ở mà lưu chè nhiều xích lô lắm á. À mà nuôi trẻ có, nhưng mà hình như là trên đó là dành cho khu du lịch đúng không các bạn? Dạ. Trên Menaka cô thấy có, hoặc trên Bi Lăng cũng có, nhưng mà trên đó là những cái khu du lịch người ta để cho khách du lịch thôi, còn thường thường nó không, nó là giống như dành cho khách du lịch đi lại đấy các bạn. Ferry là phà, Kappa là tàu thủy, Boat ferry là tàu hoặc là thuyền cũng được. Cano, cano thì gần giống như tiếng Việt rồi. Cano, nori, cái nori này là cái xe tải, đó là nori là xe tải. Lori này thì cô tin nó không xa lạ đó các bạn rồi. Nếu các bạn biết chữ collector thì các bạn cũng biết chữ lori đúng không nào? Lori. Collector api, kecepatan tinggi. Thì cái chữ kecepatan này, cepat là nhanh đúng không các bạn? Cepat là nhanh, chúng ta thêm vào thôi. Kecepatan tinggi là cái tàu cao tốc ạ. À, cái từ tiếp theo, cái từ tiếp theo thì cái trực thăng này, nếu mà tính là phương tiện đi lại thì cái này thì nó không có phổ thông với chúng ta đi lại, đó là cái này thì dành cho những cái bộ chuyên dụng, hoặc là những cái người người ta có điều kiện thì người ta mới có cái helicopter này. Còn chúng ta thì cô chưa được đi, không biết các bạn nào được đi cái helicopter này chưa thì cô không biết, đúng Em đi trong mơ. không nào? Cô thấy là trước kia ở trường con gái cô nó có một cái ông đó ở bên chính phủ, ông về chơi và ông ấy lái một cái helicopter này, và ông đỗ ở cái sân bóng của trường học. Thì cô nghĩ là cái xe, cái phương tiện này là dùng cho các bộ, hoặc là dùng cho những người người ta có chức có quyền, hoặc là những gia đình mà đại gia các thứ người ta mới có người ta đi. Nhưng mà thầy cô cũng thêm ở đây cho các bạn biết, đó là helicopter, nó là trực thăng.
Belun, Belun Udara Palace là cái kinh khí cầu. Ví dụ như bạn nào có em bé thì suốt ngày các bạn đòi mua Belun, Belun thì các bạn biết là Belun là cái gì rồi, đó nào. Belun là cái bóng bay đó các bạn. Belun là bóng bay, còn Udara Palace đó là cái kinh khí cầu. Roller coaster là cái tàu lượn. Tàu lượn này thì cô thấy là nó ở trong khu vui chơi thôi, đó nào. Tàu lượn này không vui chơi thôi. Chứ còn bình thường mà chúng ta đi phương tiện giao thông mà cho đi tàu lượn từ trên Joho mà xuống Perak nhà cô thì thôi rồi, đó nào. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang các cụm từ chỉ phương hướng và các biển báo giao thông. Thì cái này nó cũng rất là quan trọng, nếu như bạn nào lái xe thì các bạn cố gắng nhớ cho cô nhé. Tại vì thứ nhất là nó sẽ giúp ích cho các bạn về cái việc mà chúng ta nhìn những cái biển báo giao thông. Một số các bạn lái xe rồi nhưng các bạn không biết đâu các bạn. Cô biết là một số bạn lái xe nhưng các bạn không biết đâu. Ví dụ như cái chị bạn của cô hôm qua thôi. Khi mà đi thì hỏi cô là đi đường nào, đường một chiều, hai chiều. Thì các bạn khi mà các bạn nhìn biển báo đó, chúng ta không cần phải là quen đường hay không quen đường đâu. Đi đến đâu cũng vậy, chúng ta nhìn biển báo. Ví dụ như chúng ta thấy cái đường người ta cấm, có nghĩa là cái đường nó không được vào rồi. Cái đường nào mà đường một chiều thì người ta sẽ có những cái biển đó rồi. Nên là chúng ta khi mà chúng ta đi học luật thì chúng ta chú ý để ý. Hoặc là bạn nào mà trước khi thi bằng mà chưa để ý thì bây giờ cũng nên để ý. Nếu như chúng ta đã lái xe chúng ta phải biết. Nếu chúng ta không biết đấy thì đôi khi chúng ta gặp công an, người ta bất chợt người ta hỏi chúng ta đôi khi hơi phiền. Đó nào. Gia Lan là đường, đường, con đường gì đó đều được, hoặc là quốc lộ, hoặc là Gia Lan thì đã đi dạo rồi, còn đây đang học về đường thì nó là đường rồi. Lalulintas là giao thông, Lalulintas. Jalan Terus là đi thẳng, Terus. Tiếp chúng ta sang cái trang bên cạnh, trang 90. Pelo đó là rẽ hoặc là quẹo đó, rẽ quẹo, Pelo Kiri. Pelo Kanan thì cái này chỉ về phương hướng thôi, đó là Kiri là bên trái, Kanan là bên phải mà. Thì chúng ta biết cái từ Pelo rồi, rẽ trái hoặc là rẽ phải đó. Simban Tiger thì Simban Tiger đó là cái ngã ba. Còn Simban Âm Bạc thì là cái ngã tư. Còn ví dụ như là các bạn thấy một cái ngã mà nó nhiều ngã quá, ví dụ ở nhà cô đi ra ở trên Ipo đó, thì cái nhà cô đi ra là nó là cái ngã 8, ngã 9 đó. Thì chúng ta không thể gọi là Simban Napan, Simban Seminan được, thì chúng ta sẽ gọi như thế nào? Chúng ta sẽ gọi là sim ban ngang nhé, sim ban ngang. Chúng ta sử dụng sim ban ngang thôi, nó sẽ trở thành cái ngã rẽ nhé, sim ban ngang. Tiếp. Leysen Mamandu, nó là bằng lái xe. Leysen Mamandu. Bạn nào mà có bằng ấy, chúng ta dở ra, chúng ta sẽ thấy cái chữ Leysen Mamandu này, bằng lái xe, Leysen đó. Leysen là cái bằng lái. Awas là chú ý. Awas là biển báo giao thông đó các bạn, nó vừa là từ vựng, nó cũng là vừa biển báo giao thông luôn. Nếu các bạn thấy cái người ta để cái chữ awas có nghĩa là chú ý đằng trước, một là nó có công trường, hai là nó có cái gì đó, người ta mới đặt cái biển awas. Awas là chú ý. Lampu Isarat nó là cái đèn tín hiệu, có thể đèn giao thông cũng được, chúng ta có thể dịch là đèn tín hiệu hoặc đèn giao thông. Cái đèn giao thông này thì ví dụ như là Lampu Isarat Lalulintas đôi khi người ta sẽ gọi như vậy. Còn ví dụ như là Lampu Isaras thì chính thức ra nó chỉ là cái đèn tín hiệu thôi. Đèn tín hiệu, dịch chúng ta dịch là đèn tín hiệu thì nó sẽ sát nghĩa hơn. Còn nếu mà các bạn muốn dịch được cái đèn giao thông thì các bạn thêm cho cô cái chữ Lalulintas. Giống như cái đèn xanh đèn đỏ đấy các bạn. Đèn xanh đèn đỏ chúng ta gọi là đèn tín hiệu cũng được, nhưng mà chính thức ra thì chúng ta gọi là Lampu Isaras Lalulintas, đèn tín hiệu giao thông. Jalan Zem không xa lạ đối với các bạn nữa rồi, chúng ta từng học rồi. Isaras Lalulintas thì cái Isaras Lalulintas này nó không phải là biển báo nha các bạn nhé. Isaras Lalulintas này nó là cái tín hiệu giao thông. Biển báo nó là cái khác. Biển báo thì chúng ta thêm là Papan. Papan Lalulintas thì nó mới là biển báo giao thông. Còn cái từ này là trong sách của cô và sách các bạn đều in sai, các bạn sửa cho cô nhé. Isaras Lalulintas nó là cái tín hiệu giao thông. Còn nếu như các bạn muốn dịch cái chữ biển báo này, chúng ta thêm cái từ Papan vào. Chúng ta từng học từ Papan rồi đúng không các bạn? Papan là cái thớt. À đúng rồi, Papan là cái thớt hay là cái bảng đó các bạn, thì các bạn thêm vào đầu là được nhé. Papan Lalulintas là biển báo giao thông. Jalan Sahala thì cái Jalan Sahala này các bạn này, nó chính là đường một chiều. Đường một chiều thì khi ở đầu đường nó sẽ có một cái mũi tên màu xanh và bên dưới đôi khi nó sẽ ghi là Jalan Sahala, còn đôi khi nó không ghi nhưng mà nó có một cái mũi tên màu xanh chỉ vào cái hướng đó. Và đằng cuối đường thì nó sẽ có một cái biển hình tròn và màu đỏ, nó gạch có gạch ngang này, thì có nghĩa là chúng ta chỉ được vào đường này thôi và ra đường đó, không được vào đường này, không được vào đường ngược lại, thì đó là cái đường một chiều. Và cái Jalan Sahala này thì thường thường là mũi tên màu xanh nếu như bạn nào để ý trên đường. Jalan Sempit nó là đường hẹp.
đường hẹp này thì nó sẽ có cái biển báo như thế nào, nó sẽ có một cái biển báo hai cái đường song song như thế này, xong nó sẽ hẹp lại một đằng như thế này, nó sẽ hẹp lại một đằng như thế này. Thì chúng ta khi nào chúng ta gặp cái biển báo nó có hai cái đường song song, xong nó hẹp, nút thì hẹp bên trái, nút thì hẹp bên phải, thì nó sẽ ghi cái biển này, jalan sempit, jalan sempit có nghĩa là đường hẹp. Tiếp cái kendaraan thì kendaraan này để chúng ta tách riêng ra, kendaraan nó chính là phương tiện, tất cả các loại phương tiện chúng ta đều gọi là kendaraan. Kendaraan nó là phương tiện. Berat, berat thì chúng ta biết rồi, kendaraan berat kiri, cái phương tiện mà hạng nặng thì tất nhiên phải đi theo đường bên trái. Cái này là ngược lại với Việt Nam nha các bạn, Việt Nam là phương tiện hạng nặng đi theo đường bên phải, nhưng mà cái bên này thì là phương tiện hạng nặng đi theo đường bên trái. Thì nếu như bạn nào mà từng lái xe thì các bạn sẽ rất hiểu những cái này, rất hiểu những cái này. Các bạn đi ra ngoài đường quốc lộ đúng không nào, hoặc là cái đường nào mà nó có hai làn thì tất nhiên là một là phương tiện hàng lặng, hai là những người mà đi chậm không đi được nhanh thì tất nhiên là cái đường bên trái. Chúng ta muốn vượt thì vượt sang bên phải, xong rồi chúng ta lại tấp vào bên trái. Cái đường ở bên trái thì là cái đường dành cho người đi chậm, còn cái đường bên phải là cái đường dành cho người đi nhanh. Nếu em đi nhanh được thì ra bên ngoài, không đi nhanh được thì tốt nhất vào bên trong, và tốt nhất là chúng ta vào bên trong, còn vượt thì vượt ra bên ngoài. Đó là cái bên trái và bên phải. Còn cái phương tiện hàng nặng như đường bên trái thì là luật. Nếu như mà xem là xe lorry, đúng không nào, chồng em lái xe lorry mà chồng em cứ chạy sang bên phải thì chỉ có không gặp công an thôi, chứ gặp công an là nó cũng tít em, đúng không nào, nó tít em vì em đi sai đường, em đi sai đường. Trừ trường hợp em muốn vượt xe thì được, vượt xe vượt ra ngoài cái lại vào ngay thì ok, chứ không phải là nhất định em không được sang, đúng không nào, không phải là em sang mà có nghĩa là em vượt xe còn em phải đi vào làn trong. Tiếp nào. Kendaraan beras dan lp thì cái này nó là cái phương tiện hạng nặng dài và rộng, đúng không nào, phương tiện hạng nặng rộng dài đó, nhưng người ta không ghi cái chữ dài vào, người ta không ghi cái chữ panjang vào, người ta chỉ ghi dan lp. Lp có nghĩa là nó vừa dài, nó vừa rộng, nó vừa thừa bốn phía luôn đó, thì người ta sẽ ghi cái này. Thì những cái này người ta gắn ở đâu? Thứ nhất là ta gắn những cái con đường dành cho những cái phương tiện này, thứ hai là ta gắn ở đuôi những cái xe lorry các bạn, người ta đuôi gắn xe lorry. Nếu những cái xe lorry mà nó dài quá, người ta sẽ gắn những cái biển này, gắn những cái biển này vào. Ví dụ như buổi tối thì thường thường nó sẽ phát sáng, nó phát quang để cái xe đằng sau người ta nhìn vào, người ta sẽ biết là ồ, cái phương tiện này là phương tiện nó rất là dài. Nên khi chúng ta vượt xe thì chúng ta phải chuẩn bị tinh thần. Nếu các bạn muốn vượt xe mà cái xe này nó rất là dài thì các bạn phải chuẩn bị tinh thần là các bạn phải nhìn đằng trước, là cái xe đằng trước nó thật là xa. Nếu cái xe đối diện nó đến rất là gần rồi, tốt nhất chúng ta không vượt, nó nguy hiểm. Nên là cái này này thường được dán ở những cái đuôi xe lorry đó. Tiếp theo ở bên dưới này, cái zone operasi camera, camera thì cái này nó là những cái khu vực có máy quay, người ta sẽ để cái biển này, đó là khu vực có máy quay, dù là đường cao tốc, đường quốc lộ hay là những cái gần đèn xanh đèn đỏ, đôi khi người ta để những cái biển này, để những cái biển này, nhưng mà đi một đoạn nữa nó mới có các bạn, không phải là để cái nó có ngay, đó là nó để nó báo hiệu trước thôi. Nếu bạn nói xe bạn để ý, ví dụ như là 100 mét nữa nó mới có thì nó báo rồi, xong bắt đầu 50 mét nữa lại báo, xong rồi đến cái cuối cùng nó mới có, nhưng mà cũng có cái nó lừa mình như không có các bạn. Nửa mình không có, nhưng mà khi các bạn thấy cái biển này rồi, nếu như các bạn quen đường rồi, ví dụ như là cô quen cái đoạn đường này, cô biết là cái đoạn này có hay không rồi thì không sao, nhưng các bạn không quen đường thì khi mà nhìn thấy cái biển này rồi, đi chậm lại, đi đúng cái tốc độ thôi, đừng đi nhanh quá là đến cái máy quay nó chụp cái xe của bạn vào, đó là chụp cái biển số xe, sau đó nó sẽ gửi về cái địa chỉ nhà bạn và phạt đi nhanh nó rất là đắt nha các bạn. Saman ở bên này là cô thấy là phạt đi nhanh là 300 đó, nên là chúng ta chú ý đừng có mà để những cái này nó chụp. Nhá một cái là không có người đâu các bạn, nó tự động, vì nó thấy xe chúng ta đi nhanh nó sẽ tự chụp, chứ cái này nó là automatic rồi, nó không có phải có người. Horn thì là cái gì? Horn nó chính là cái còi đấy các bạn, còi xe chúng ta gọi là horn. Cái còi xe này thì khi người ta viết là horn dinarang, nó sẽ in hình một cái còi giống như kèn đồng của chúng ta, người ta để một cái gạch chéo màu đỏ. Thì những cái khu vực mà gắn cái biển này thì nó sẽ không được bấm còi. Thì cô thấy là thứ nhất là ta sẽ gắn ở khu vực bệnh viện này, trường học này, hoặc là những cái khu mà người ta cần nghỉ ngơi, là tĩnh dưỡng hoặc là nhà thờ, cái thứ người ta sẽ gắn cấm còi. Thì bình thường ở bên Malaysia thì đa phần là chúng ta không có bấm còi mấy, đó là đi xe không cần bấm còi, trừ trường hợp gặp trường hợp khẩn cấp thôi. Nhưng mà cái khu vực mà cấm còi này, dù là khẩn cấp em bấm còi em vẫn bị phạt. Cấm còi vẫn bị phạt, vì cái khu này, cái khu dành cho bệnh viện hoặc là những người ta nghỉ ngơi thì người ta sẽ cấm còi tuyệt đối. Ta sẽ ghi cái biển là hon dilarang, cấm còi. Ở bên dưới này, dilarang thì cô từng nói rồi, dilarang là cấm. Khi mà nó ghép bất cứ một cái từ gì thì nó sẽ là cấm một cái nhiệm vụ gì đó. Ví dụ dilarang merokok, cấm hút thuốc, đúng không nào? Còn dilarang hon là cấm còi, hon dilarang cấm còi. Còn cái này dilarang merotak krister, cấm đậu xe, cấm đỗ xe.
cấm đậu xe nhá. Thì thấy những cái chỗ mà nó có cái chữ này thì chúng ta tốt nhất là chúng ta không có đậu vào là chúng ta bị phạt rồi đó nào. Chúng ta sẽ cần na saman là chúng ta bị những cái giấy phạt đó. Hết la du thì hết la du là giới hạn tốc độ. Cái hết la du này là cái biển mà nếu như mà các bạn thấy cái biển này thì thường thường nó có những cái sọc ở ngang đường đấy các bạn, sọc sơn mà khi chúng ta đi xe vào đó tạc 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 đó là chính là cái hết la du này, giới hạn tốc độ. Người ta thường đặt ở đâu? Đặt ở trước cái đèn xanh đèn đỏ đó nào, hoặc là đặt trước những cái đường rẽ, hoặc là đặt trước những cái khu vực trường học, hoặc là phía trước nó là cái khu chợ, khu đông người thì người ta sẽ để những cái biển này hết la du, giới hạn tốc độ. Kurangkan laju cũng vậy, giảm tốc độ. Thì những cái khu vực người ta sẽ để những cái biển này để cho chúng ta giảm tốc độ lại. Ví dụ như cái đường nó đang to mà tự nhiên nó hẹp lại, người ta sẽ để những cái biển này cho chúng ta chú ý. Nếu chúng ta không chú ý, chúng ta phóng nhanh quá, cái đường bên trước nó hẹp, đó là tốc độ chúng ta chuyển cái tay lái không kịp thì chúng ta bút một phát là đi xuống dưới rồi. Nên người ta sẽ để những cái biển này Kurangkan laju giảm tốc độ. Dilarang berbalik arah. Thì cái dilarang berbalik arah này có nghĩa là cấm quay đầu, hoặc là đôi khi người ta sẽ để là tạo bu sinh bá lệ đó. Thì cấm quay đầu, nhưng mà cấm quay đầu với cái đường nào? Ara là cái gì? Ara nó chính là cái mũi tên đấy các bạn, cái mũi tên. Nếu mà cái mũi tên chỉ đường này thì em cấm là quay ngược lại cái đường mũi tên đó, mà mũi tên chỉ đường này thì em cấm quay ngược lại cái đường mũi tên đó, thì cái ara này nó chính là cái mũi tên, phương hướng. Ara là mũi tên nhé. Đi la rang mần nhờ ba rang già lan là cấm qua đường. Đây là những cái biển báo giao thông đấy các bạn, biển báo giao thông thôi. Thì cái biển báo giao thông này thứ nhất là chúng ta thuộc thì cũng rất là tốt cho chúng ta. Hai nữa là nó cũng sẽ liên quan tới kỳ thi cuối năm của các bạn, nên cố gắng thuộc cho cô nhé, thuộc cho cô những biển báo giao thông. Thuộc cho cô khoảng độ 15 biển báo, ít nhất là 15 biển báo. Dilarang memotong. Thì dilarang memotong là cấm vượt, cấm cắt. Vượt xe, cắt xe đó các bạn, memotong. Nếu như các bạn sẽ thắc mắc, ủa motong này không phải là chặt à? Không phải là chặt, không phải là thái, không phải là cắt à? Đó là thì chặt, cắt, thái thì người ta vẫn sử dụng trong cái trường hợp là cắt xe, vượt xe đó các bạn, cắt xe, vượt xe, không được vượt xe. Thì khu vực không được vượt xe này thì thường thường người ta sẽ, nếu như mà trên đường bạn nào mà lái xe thì các bạn sẽ để ý, các bạn sẽ thấy hai cái đường người ta để hai cái làn này thì có nghĩa là vượt được. Còn khi nào mà người ta để có một làn, người ta chuyển sang làn mà đứt thì còn có thể vượt. Còn khi nào ta để một làn là chúng ta không được vượt. Đó là thì cái này nó là đi ra rang mô to. Đi rang mà sộ, cấm vào. Còn cái unto okayu saya thì cái chỗ đỗ xe này nó chỉ dành cho người khuyết tật. Còn đôi khi người ta sẽ gạch ngang một cái nữa, người ta ghi là orang bengandung, thì có nghĩa là những người mà người ta có bầu, hoặc là những người người ta khuyết tật, người ta đi lại khó khăn, thì ở bất cứ nơi nào người ta cũng dành một số thôi. Tại vì bình thường những cái người này nó cũng lái xe nó cũng không nhiều, nên người ta sẽ dành một số chỗ thôi chứ không nhiều lắm. Đó là 2 3 4 gì đó người ta để đó, để dành cho những người người ta kém may mắn, người ta được đỗ xe gần, người ta đi di chuyển cho nó tốt hơn. Thì những cái chỗ unto okayu saya này, chúng ta là những người lành lặn khỏe mạnh thì dù là không có đỗ chỗ đỗ xe chúng ta cũng không được đỗ vào, không được đỗ vào. Nếu đỗ vào thì thứ nhất là chúng ta bị phạt. Thứ hai mà không bị phạt nữa thì chúng ta cũng rất xấu hổ khi chúng ta xuống rồi chúng ta lên xe, người khác người ta vẫn nhìn vào, người ta nói là chúng ta không có văn hóa, đúng là không văn hóa, tại vì cái chỗ đó là dành cho người không may mắn mà chúng ta lại đỗ vào. Tiếp, bulatan. Thì bulatan nó là cái gì? Nó là cái hình tròn đó các bạn, hình tròn. Thì hình tròn ở trong sách nó khác, còn hình tròn trên đường, mà đây đang trên đường thì cái bulatan nó chính là cái bùng binh đó, cái vòng xuyến đó. Lichin này là trơn các bạn nhé, lichin là trơn. Ví dụ như em đang đi mà, hoặc là em cái đôi dép của em nó trơn quá, em bảo là ini slipper sàn ngạn lichin, đó là cái dép này nó trơn, nó selalu saya jatuh, tôi suốt ngày bị ngã thôi, cũng được. Nên cái từ lichin này chúng ta sử dụng bình thường trong cuộc sống hàng ngày, bất cứ từ nào mà em muốn sử dụng cái gì nó trơn thì em đều có thể nói. Nhưng mà trong trường hợp này thì jalan lichin nó là đường trơn. Đường trơn nó cũng là một biển báo giao thông đấy các bạn, biển báo giao thông. Và cái biển báo này thì cô thấy người ta sẽ in hình một cái xe hơi, sau đó người ta ghi những cái dấu trơn trơn ngã ngã này, đúng không nào? Thì người ta sẽ chú ý đó là cái jalan lichin. Đôi khi người ta viết chữ này, còn người ta không viết thì người ta sẽ in một cái hình một cái ô tô, sau đó người ta để những cái dấu ngã đó, có nghĩa là cái đường trơn. Berhenti là dừng lại. Thì đây vừa là từ luôn, vừa là từ vựng và nó cũng vừa là biển báo giao thông luôn các bạn nhé. Biển báo giao thông này thì nó rất là to, màu đỏ luôn, và nó ghi chữ to đùng luôn, Berhenti. Đó là Berhenti, có nghĩa là dừng lại. Dừng lại để làm gì? Dừng lại để chúng ta quan sát bên trái, bên phải, bên trái. Không có xe chúng ta mới đi thiết. Đây là những cái chỗ ngã ba, ngã tư, người ta sẽ để những cái chữ này, Berhenti, dừng lại. Bahaya là nguy hiểm, từ cuối cùng.
Thì đây là tất cả những cái biển báo giao thông và những phương tiện giao thông, thì trong phần này các bạn thuộc cho cô càng nhiều biển báo giao thông càng tốt, ít nhất là 15 biển báo. Còn phương tiện giao thông thì thuộc cho cô 10 phương tiện giao thông. 10 phương tiện giao thông, ít nhất là 10 loại phương tiện giao thông, còn các bạn thuộc được nhiều thì càng tốt rồi, đúng không nào? Còn những ít nhất cũng phải được 10 phương tiện giao thông, còn biển báo này thì cố gắng là thuộc cho cô 15 biển báo. Còn thuộc hết được thì là cái càng hoan nghênh càng tốt. Nếu như bạn nào mà có ý định lái xe thì tốt nhất là thuộc hết cho cô, Ngoài việc thuộc hết thì cố gắng là tìm hiểu thêm, còn rất nhiều các biển báo nữa. Đó là chúng ta cần phải học thuộc thêm để chúng ta tìm hiểu khi chúng ta ra đường chúng ta không bỡ ngỡ với những cái biển báo này. Thì trong cái phần này có từ nào mà các bạn nghe cô đọc chưa rõ, hoặc là có cái chữ nào các bạn cần cô đọc lại không? Không còn. Ok, vậy thì cô sẽ chuyển qua cái phần bài hội thoại nhé. Cái phần này bài tập thì nó đơn giản rồi nên là cô không có hướng dẫn các bạn làm bài tập phần nào, đúng là cái này chúng ta chỉ điền vào thôi. Chúng ta chỉ điền vào thôi, bên trên từ vựng nó có rồi thì chúng ta chỉ điền vào thôi nhé. Cô ơi, mà nhiều khi nhìn hình vô em cũng không biết tiếng Việt là gì cô. À cái này nó dễ, đúng là cái này nó sẽ là cái gì các bạn? À à kappa, đó là cái này, đó là character up, oh, đó là kappa. Còn cái này là kappa tơ băng rồi, đó là cái này là bass, cái này là character, đó là cái seeker, cái này là motor seeker, và cái này đó là character up, cái này character up tàu điện, còn cái này tàu hỏa, nó khác, đó là tàu điện là tàu hỏa. Oh, tàu hỏa, em bị hai cái đầu tiên thôi, mấy cái sai em biết. À cái này tàu hỏa, cái này tàu điện, đó không nào. Yeah. Cái này là thuyền, đó không nào. Ok nhá, chúng ta thuộc các phương tiện giao thông cho cô thôi, còn nhìn ảnh hình ảnh nó không quan trọng, vì khi các bạn ra ngoài đời các bạn sẽ nhìn được thực tế chứ các bạn không nhìn trong sách, đúng không nào? Không nhìn trong sách. Yeah. Thuộc những cái này cho cô, thuộc các phương tiện cho cô được rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang cái phần hội thoại. Chuyển các phần hội thoại nhá, phần hội thoại này, các phương tiện giao thông này. Thì bạn Nhung, đúng không nào? Bạn Nhung và bạn Rebecca, hai bạn ấy sẽ nói chuyện nhau và bạn Nhung bạn ấy sẽ hỏi đường của bạn Rebecca. Thì trong phần này thì bạn Nhung bạn ấy hỏi đường để bạn đi đi Kuala Lumpur. Còn ví dụ như là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta sẽ gặp rất là nhiều, đúng là gặp rất là nhiều tình huống, ví dụ như là chúng ta gặp người hỏi đường đi siêu thị, gặp người hỏi đường đi bệnh viện, hoặc là gặp người hỏi đường đi đâu đó, hoặc là bạn bè chúng ta hỏi đường đến nhà chúng ta. Thì trong cái phần này thì chúng ta sẽ tham khảo một cái bài hội thoại. Bạn Nhung bạn ấy muốn tìm hiểu đường để bạn đi Kola, bạn ấy không biết đường đi Kola, đó nào, thì bạn sẽ hỏi bạn Rebecca. Minggu depan saya mempunyai kerja di Kuala Lumpur. Tuần sau tôi có công việc ở trên Kola đó. Tetapi thì những từ này chúng các bạn đã học hết rồi nên là cô không có nhắc lại nghĩa của nó nữa. Còn từ nào mà các bạn quên rồi thì các bạn hỏi cô nhé. Tetapi tidak tahu bagaimana untuk sampai ke sana. Đó là tuần sau tôi có công việc ở Kola và nhưng mà tôi không biết làm thế nào để tới đó, đến đó. Bolehkah awak membantu saya? Thì hôm nay chúng ta có cái từ membantu này, nếu các bạn chưa gặp phải thì nó bằng cái từ tolong đó các bạn nhé, membantu. Ví dụ như là apa saya boleh membantu sama kamu? Tôi có thể giúp gì cho bạn nào? Thì chúng ta cũng có thể dựng từ này, hoặc là apa saya boleh tolong sama kamu, nó cũng giống nhau, tương tự như nhau, nó không khác gì nhau cả. Hai từ này chúng ta sử dụng tương đương nghĩa như nhau nhé, membantu và tolong saya. Bolehkah awak membantu saya? Awak boleh menggampil. Thì cái từ menggampil này, đúng không nào? Thì bạn có từ menggampil, bạn có thể sử dụng, hoặc là bạn có thể lấy, nếu mà cái từ ambil này là lấy, nhưng mà cái lấy nó, nhưng mà cái này chúng ta để có sử dụng đều được nhé, lấy nó có sử dụng. Bus atau kereta api, bạn có thể sử dụng xe buýt hoặc là cái tàu tàu lửa, tàu hỏa, đó là kereta api. Kalau awak mau lebih cepat boleh pergi dengan kapal terbang. Nếu mà bạn muốn đi nhanh hơn nữa, đó là lebih cepat, có nghĩa là đi nhanh hơn. Boleh pergi dengan kapal terbang, có thể đi bằng máy bay. Máy bay thì ví dụ như là tất cả những cái vùng ở bên Malaysia, ví dụ như là trên ở Perak của cô lên trên chỗ nhà bạn Jenny thôi cũng có máy bay đi luôn đó các bạn. Có cái là chúng ta hơi phức tạp, chúng ta không muốn di chuyển bằng máy bay thôi, tại vì là đi xe ô tô nó cũng chỉ có hơn 2 tiếng thôi, nên là đôi khi chúng ta không sử dụng máy bay, nhưng máy bay nó cũng có các bạn nhé, từ đây Johor cũng có. Bagaimana jika, à, làm như thế nào nếu tôi muốn bergerak, thì cái bergerak này là di chuyển các bạn nhé, di cơ này thì nó bằng với cái từ kalau các bạn nhé, kalau và di cơ là hai từ mà chúng ta có thể dùng tương đương với nhau. Làm thế nào nếu tôi muốn di chuyển bergerak, bergerak là di chuyển.
Sarkita thì nó là cái từ xung quanh đó các bạn, xung quanh Banda, Sarkita Banda, xung quanh thành phố, xung quanh thị trấn. Jika awa mendekatan, nếu như bạn đi gần, đó là mendekatan thì cái từ dekat là gần, chúng ta đã hiểu nghĩa rồi, chúng ta thêm tiếp từ ngữ và tiếp vị ngữ thôi. Jika awa mendekatan, awa boleh menggunakan taxi, thì đây là người ta sử dụng tiếp đầu ngữ và tiếp vị ngữ trong văn viết. Còn ví dụ như là bình thường mà chúng ta nói lôm na nói chuyện với nhau, chúng ta có thể nói là jika cũng được, hoặc là kalau cũng được. Kalau awa mau jalan dekat, awa boleh guna taxi, đó là cái boleh guna taxi, chúng ta có thể nói như vậy thôi, người ta cũng hiểu. Còn đây là người ta sử dụng trong văn viết các bạn nhé, người ta sẽ sử dụng là mendekatan và menggunakan, người ta sử dụng tiếp đồng ngữ và tiếp vị ngữ. Chúng ta nói như vậy người ta cũng hiểu, còn chúng ta không muốn thì chúng ta rút ngắn lại không sử dụng cũng được. Tiket bus Busan sangat murah, vé xe buýt nó cũng rất là rẻ. Boleh pergi seluruh bandar, thì seluruh này là toàn bộ đúng không? Toàn bộ seluruh bandar, toàn bộ cái thị trấn hoặc toàn bộ cái thành phố. Tờ Đà Bạt, và cũng có thể đó là tờ Đà Bạt hoặc là được, Đà Bạt là được mà, tờ Đà Bạt, Uber, Grab, Bawan, Tanan, Atau, Skytrain, cũng có thể là đi bằng tàu điện ngầm hoặc là tàu điện trên cao đó. Terima kasih banyak banyak, cảm ơn bạn nhé này, sama sama, semoga berjaya. Thì cái câu dưới này thì là cái câu cảm thán thôi, chúc cậu may mắn hoặc là chúc bạn may mắn, còn bên cũng là câu cảm thán thôi. Còn cái phần này là chúng ta bạn Nhung, bạn Rebecca, bạn hướng dẫn bạn Nhung cái cách mà bạn đi cola. Sau xong cái bài này chúng ta tham khảo xong thì chúng ta sẽ lấy những cái ví dụ khác, đúng không nào? Ví dụ khác, ví dụ chúng ta muốn đi đâu đó chúng ta sẽ giúp nhau, đó là sẽ giúp nhau giới thiệu cho nhau. Bây giờ cô mời các bạn lần lượt đọc bài này nè. Cô mời ngày hôm nay có bạn bạn Yến, bạn ấy xin bạn không đọc bài nhé. Nên là nhóm của bạn nào thì các bạn có thể là bỏ bạn Yến ra. Hôm nay bạn bận rồi. Cô mời nhóm của bạn bạn lớp trưởng nào, lớp trưởng không vào, bạn Jenny thay cho bạn xem là nhóm của em có bao nhiêu bạn đọc chung với bạn nào. Nhóm của nào của bạn Jenny, nhóm nào của bạn Cẩm Ninh, là bạn nào trong nhóm Cẩm Ninh? Em với Tiên Quỳnh đó cô. Vậy em và Tiên Huỳnh đọc bài nào. Tiên Huỳnh cũng không có đọc được cô. Em ơi. Với Tiên Quỳnh. Tiên Quỳnh cho con ngủ con. Vậy thì Jenny đọc chung với bạn đi. Chị đọc đi Thúy. Dạ. Minggu depan saya mempunyai kerja di Kuala Lumpur, tetapi tidak tahu bagaimana untuk sampai ke sana. Bolehkah awak membantu saya? Awak boleh mengambil bus atau kereta api. Kalau awak mahu lebih cepat, boleh pergi dengan kapal terbang. Bagaimana jika saya mahu bergerak di sekitar bandar? Jika awak mendekatan, awak boleh menggunakan taksi. Tiket bus pun sangat murah. Boleh pergi ke seluruh bandar. Terdapat juga kereta bawah tanah atau skytrain. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Semoga berjaya. Ok, cảm ơn Jenny và Thúy nhé. Cô mời nhóm của Ngọc Mai nào. Nhóm em của em với Mandy con. Ok, mời hai bạn đọc bài nào. Dạ. Minggu depan. Cứ đọc trước đi. Chị đọc đấy, thầm đọc đấy. Minggu depan saya mempunyai kerja di Kuala Lumpur, tetapi tidak tahu bagaimana untuk sampai ke sana. Bolehkan awak membantu saya? Awak boleh mengambil bus atau kereta api. Kalau awak mahu lebih cepat, boleh pergi dengan kapal terbang. Bagaimana jika saya mahu bergerak di sekitar bandar?
Jika awak mendekatan, awak boleh menggunakan tasik tikas bas pun pun sangat mudah. Boleh pergi ke seluruh bandar, terdapat juga ke bawah tanah atau skycan. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama, semoga percaya. Oke, cảm ơn hai bạn nhé. Cô mời Thanh Hiền là của nhóm nào em? Thanh Hiền ngồi nhóm không? Em mời Ngọc Đẹp và Thanh Hiền đọc bài nào. Em xin nghe chị. Và cứ đọc trước. Ningu da wa da phan sa yam mon du nya i ke cha di Kuala Lumpur. Tetapi tidak tahu bagaimana untuk sampai ke sana. Bolehkan awak membantu saya? Awak boleh mengambil bus atau kereta api. Kalau awak mahu lebih cepat, boleh pergi dengan kapal terbang. Bagaimana jika saya mau bergerak di sekitar bandar? Jika awak mendekatan, awak boleh menggunakan taksi. Jika bas pun sangat murah, boleh pergi ke seluruh bandar. Terdapat juga kereta bawah tanah atau kitchen. Sky đó. Sky. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga berjaya. Semoga berjaya đó không nào. Cái chữ dây này đấy các bạn, dây chúng ta đọc giống như chữ dây tiếng Anh. Đôi khi một số trường hợp chúng ta đọc là chữ giờ, nhưng một số trường hợp chúng ta phải đọc thành chữ chờ. Berjaya. Một số trường hợp chúng ta đọc là chữ giờ, nghe nó vẫn vẫn giống nhau, nhưng mà chính thức ra chúng ta phải đọc là chữ dây trong tiếng Anh. Berjaya. Còn Hồng Nga nào, mời Hồng Nga đọc bài, bạn Mai đọc cùng với bạn là không, còn các bạn khác các bạn đi xin phép, các bạn ấy có công việc riêng. Em đọc trước các con. Ok, mời em Mai đọc cùng lại với Hồng Nga nhé. Dạ, dạ. Minggu depan saya mempunyai kerja di Kuala Lumpur. Tetapi tidak tahu bagaimana untuk sampai ke sana. Bolehkah awak membantu saya? Awak boleh mengambil bus atau kereta api kalau awak mahu lebih cepat, boleh beri dengan kapal terbang. Bagaimana jika saya mahu bergerak di sekitar bandar? Jika awak mendekatan, awak boleh menggunakan taksi, tiket bus pun sangat murah, boleh pergi ke seluruh bandar. Terdapat juga kereta bawah tanah atau kajian. Terima kasih banyak. Sama-sama, semoga berjaya. Ok, cảm ơn bạn Mai nhé, cảm ơn bạn Hồng Nga nhé. Thì trong cái bài này là chúng ta chỉ phương hướng, chỉ đường. Bây giờ cô sẽ cho các bạn thực hành về chỉ đường, chỉ phương hướng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lấy những cái ví dụ khác nhau. Bây giờ một bạn hỏi đường đi đâu đó, một bạn chỉ cho cô được không? Chúng ta dùng những từ chỉ phương hướng này. Chúng ta có những từ nào chỉ phương hướng nhỉ các bạn nhỉ? Thứ nhất, ngoài cái việc mà chúng ta có thể sử dụng bus hoặc là sử dụng taxi hoặc là sử dụng ngoài bus này, taxi này,
ngoài cái việc là máy bay, tàu hỏa thì chúng ta còn một cách nữa, đâu nào, còn cách nữa là ví dụ như bây giờ cô sắp đến nhà em chẳng hạn rồi, nhưng mà cô không biết đường vào, ví dụ như bây giờ cô đến nhà bạn bạn Jenny chẳng hạn mà cô không biết đường vào chẳng hạn, mà cách cô đứng chỗ nhà và chỗ chỗ cô chỗ cô đến đó thì cái ví dụ như là cô có sử dụng cái app rồi, đúng là cái bản đồ, cái Google rồi, nhưng mà nó chỉ cô đến đầu đường thôi, còn một đoạn nữa mới tới. Ví dụ như là một đoạn nữa, ví dụ như là phải đi thẳng, phải rẽ trái, phải rẽ phải, hay là gặp cái nhà có cái gì đó, ví dụ như là đến nhà cô chẳng hạn, các bạn đến cái đường đường số 7 rồi, nhưng mà nhà cô nó ở mãi cuối đường cô. Thì bây giờ cô chỉ cô nói là đi thẳng đi, rồi đến số đi thẳng đi, khi nào mà đến cái nhà đến nhà ở cuối đường nó có cái cây xoài thì các bạn dừng lại, thì bạn nào trả lời cho cô được không? Đi thẳng đi thẳng là Chalan Phuri. Chalan Turi, Chalan Turut. Đến cuối con đường. Sampai. Cuối chúng ta học rồi mà, bài trước mới học chữ cuối siêu thị đó thì chúng ta còn nhớ chữ Hujun hả cô? Hujun Sampai Hujun Jalan. Sampai Hujun. Khi nào mà nhìn thấy cái nhà mà có cái cây xoài to thì dừng lại. Là để ngõ có tên ở Roma. Roma đâu các bạn, đâu nào để chúng ta chỉ đường. Ví dụ bây giờ cô đến, các bạn nếu như mà các bạn tìm bản đồ, đôi khi một số các bạn đi giao đồ cho cô đó, các bạn tìm bản đồ nó chỉ đến đầu đường nữa các bạn, nó không có đến, nhưng mà nhà cô số nhà 188 chẳng hạn, nhưng mà các bạn không thấy, khi cô nói là hay đi thẳng đi đến cuối đường, khi nào mà nhìn nhà mà nhìn thấy có cây xoài to thì dừng lại. Thì bây giờ cây xoài to chúng ta sẽ nói như nào? Măng gơ bơi xa hả? Bò cọ măng gơ đúng là bò cọ măng gơ. Ví dụ như cái bò cọ măng gơ kịt chít thì nó bình thường quá, nhưng mà cái chỗ nhà cô nó có cái một cái cây rất là to luôn, bây giờ chặt rồi, cô nói thôi chứ bây giờ người ta chặt rồi vì to quá, thành phố tao không chịu, ta chặt rồi nhá. Thì ví dụ như thế là cái cách chỉ đường ở gần thì chúng ta phải nói như vậy. Ví dụ như bây giờ em đi siêu thị đi, mà em sắp tới cái siêu thị Dawson rồi, mà phải đi đến một cái đèn đỏ nữa, rồi đi bộ thêm 5 phút nữa, rồi rẽ trái một lần, rẽ phải một lần mới tới, em có chỉ đường cho bạn được không? Okay, câu hỏi tập số 1 nhá. Bây giờ đi thẳng gặp đèn đỏ. Lampu Istirahat lalu lewat. Sau đó đi bộ 5 phút. Selepas itu. Jalan kaki 5 menit. Jalan kaki. Bên trái nào? Belok kiri. Đi thêm 3 phút nữa rồi rẽ phải. Đó là cái cách chúng ta chỉ đường đó các bạn, cách chúng ta chỉ đường đó nào. Thì ví dụ như là cái đường chúng ta đôi khi chúng ta cần phải chỉ gần như thế nữa, các bạn đang đứng ở dưới đường có một người ta hỏi là chỉ cho tôi biết là cái chỗ phòng khám này ở đâu, phòng khám ở đâu không, thì chúng ta phải chỉ như thế. Còn ví dụ chỉ từ đây mà nó xa thì chúng ta học về hội thoại rồi. Ví dụ bây giờ cô nói là saya tak ada benda pergi Johor, saya tinggal di Perak. Saya tak tahu macam mana boleh sampai sana, kamu boleh membantu saya. Thì cô nói như vậy các bạn có nghe được không? Nghe được. Giúp cô. Saya tak pernah pergi Johor. Tôi chưa bao giờ đi Johor. Tôi chưa từng đi Johor, đúng là tôi chưa từng đi Johor. Và tôi không biết làm thế nào để đến được Johor, các bạn có thể giúp tôi không? Ví dụ như là các bạn gặp một câu như thế thì các bạn sẽ giúp cô như nào nếu từ Perak đi? Saya pun tak pergi. Đúng là trong bài hội thoại thì cô yêu cầu các bạn chỉ, cô không biết phải chỉ. Nghĩa là saya tak pun tak vật na vật ghi là saya tak boleh tolong sama awak. Thì tất nhiên rồi em phải như thế. Kêu vậy là kêu cô sử dụng taxi à? Taxi là phải đi tàu hỏa hoặc là đi máy bay. Đúng là từ đây tới sao đi taxi thì rất là đắt tiền các bạn nhé, cô không đủ tiền đi taxi từ đây đâu. Nếu như mà các bạn nói là cô biết lái xe nên không nào, ví dụ như bây giờ anh là cô biết lái xe thì cô có thể lái xe thì được đúng không nào? Sendiri sendiri bawa director là batu buka west đúng không nào, buka west được không? Được không?
Được rồi không nào? Các bạn có thể hướng dẫn cô là nếu mà cô biết lái xe thì cô tự mình mà mở cái web ra mà đi. Nếu mà nói như vậy đúng không nào? Còn vừa lấy cô nghe bạn Thúy bạn nói là sai buôn tạ Việt Nam và ghi sai buôn tạ tàu đúng không nào? Tôi chưa không biết. Thì đó là cách cô hướng dẫn các bạn đó. Cách cô hướng dẫn các bạn thì về nhà các bạn sẽ tưởng tượng những cái tình huống như vậy, như vậy nhá. Tưởng tượng những tình huống như vậy. Ví dụ các bạn muốn đi đâu đó thì các bạn hướng dẫn như vậy. Hoặc là một bạn nào muốn đi sân bay đi, em chưa từng đi sân bay, em có thể hướng dẫn đó là hướng dẫn em đi sân bay thì dùng cái phương tiện nào hoặc là có thể như nào để đi sân bay được. Thì thứ nhất là các bạn có rất là nhiều cách hướng dẫn. Thứ nhất là bạn có biết lái xe không thì tự mình lái xe. Không biết lái xe nữa thì đi mua vé xe buýt. Nếu như mà không mua vé xe buýt nữa thì bắt taxi hoặc là Grab đó nào. Chúng ta có những cách hướng dẫn như thế. Còn hướng dẫn gần thì hướng dẫn như thế nào? Một là đi thẳng, hai là rẽ trái, rẽ phải, nhìn thấy cái gì? Đôi khi thì nhìn thấy như nhà cô thì nhìn thấy cây xoài dừng lại đúng không nào, nhưng mà chỗ khác thì nhìn thấy cái gì đúng không nào, ví dụ như là nhìn thấy cây đu đủ đúng không nào, hoặc là nhìn thấy cái ngã ba ngã tư gì đó, hoặc là nhìn thấy cái gì nhà em có cây quất cây cam gì đó, nhìn thấy dừng lại chúng ta có thể tưởng tượng ra, chúng ta hướng dẫn được không nào. Dạ dạ. Thế mà đến nhà Mandy thì dừng lại ở cây gì nào? Cây chuối cơ. Mandy là chỉ có visa thôi cô, không có gì khác ngoài visa nữa. À đúng rồi, còn ví dụ như là cô muốn nhà Jenny thì nhà Jenny sẽ nói là à quả té ngồi tu khôn đâu à tát cờ lâu gặp và bộ à đơ tàn nan bung ngơi tu say ru mai là đó không nào, nhìn thấy cái condo đấy mà cái cửa sổ nào mà nó có trồng hoa là nhà của em đó, nếu có thể chúng ta hướng dẫn như thế mà đúng không, được không? Đây là cô nói cho vui để cô bày ra những cái tình huống cho các bạn thôi. Về nhà mỗi bạn viết cho cô một cuộc hội thoại nhé, về cách mà chúng ta hướng dẫn chúng ta có thể là ghép cặp. Nếu như các bạn mà có bạn bè chúng ta muốn ghép cặp với nhau thì chúng ta ghép cặp, còn nếu chúng ta không muốn ghép cặp thì chúng ta tự mình làm được không nào. Okay, các bạn có hai cách, một là ghép cặp, hai là các bạn tự mình làm và chúng ta tự tự suy nghĩ cái đoạn hội thoại của chúng ta. Suy nghĩ tình huống của chúng ta không nhất định là chỉ đường đi Zoho, đi Cola, đi sân bay hoặc là chỉ đường ra làm sao. Có thể chỉ đường đi siêu thị, chỉ đường đi bệnh viện, chỉ đường đến nhà bạn nào đó. Ví dụ như bây giờ cô muốn đến nhà bạn nào đó chơi, ví dụ như là bạn nào đó đến nhà chơi, nhà cô chơi chẳng hạn, thì nói là em muốn đến nhà cô chơi thì em phải làm như nào. Ví dụ em ở gần cô thôi, đúng không nào? Thì tất nhiên bây giờ nếu như các bạn nói là em lên xe em mở Waze thì dễ rồi, đúng không nào? Bây giờ nó có Waze. Nhưng mà nếu như chúng ta đừng có nghĩ đến là mở cái bản đồ đó đi, chúng ta nghĩ là chỉ bạn ra làm sao đi, được không? Yeah. Ví dụ như chỉ bạn ra làm sao, nếu như nhà cô đúng không nào, nếu như em bắt đầu ngoảnh vào cái thành phố nhà cô thì tất nhiên là em sẽ đi thẳng, em gặp hai cái đèn đỏ, gặp hai đèn đỏ xong rồi em thấy một cái tăng ghi A đó, cái tăng ghi A, cái tiếng tiếng Mã thì biết mà tiếng Việt thì không biết dịch là cái gì, chặn nước cô ạ. À tăng ghi đó là cái bình nước, cái bình nước, những cái bình nước của chính phủ đó các bạn, tăng ghi A vừa xa đó. Tăng ghi bờ xa thì các bạn rẽ vào, đó là rẽ vào thì các bạn đi đến cuối con đường số 7 là nhà của cô. Thì đó là cách cô chỉ đường về nhà của cô, nếu như có người người ta hỏi đó là các bạn đừng có nghĩ là ai cũng biết sử dụng Waze nha, chồng cô không biết sử dụng Waze đâu các bạn, không biết sử dụng. Nếu mà muốn hướng dẫn thì nói là đi thẳng, rẽ phải, rẽ trái thì được, chứ còn nếu mà mở Waze là không mở được à. Nên là các bạn đừng có ai cũng mở Waze, đó là. Nên là các bạn sẽ cố gắng là nghĩ tình huống và suy nghĩ và sử dụng cho cô và tự viết cho cô, được không nào? Cô thật thành thật. Sao em Ngọc đẹp sao nào? Em thực hành thử. À, em thực hành thử đúng không nào? Hai bạn với hai bạn thực hành thử nói chuyện với cô. Ok, cho hai bạn thực hành thử nhé. Cô mời hai bạn nào xung phong nè, mời xung phong nè. Hai bạn xung phong đi, nói chuyện sai chỗ nào cô sẽ sửa hoặc là cô sẽ góp ý cho các bạn nè. Mạnh dạn xung phong lên, đừng bảo là ê em xung phong các bạn nói em thế này thế kia không. Các bạn xung phong là giúp đỡ các bạn của mình đó. Xung phong đi nào. Mai chị cưng, Mai Mai đâu rồi? Dạ chị cưng nha. Chị Mai... sao vậy? Dạ sao chị Mai mà nói đi cho đỡ sợ. Mai nói đi em. Mai nói gì em nói à. Gì giờ cô nói câu đầu tiên là gì? À, hai bạn tự nghĩ tình huống đi nào, tự nghĩ tình huống đi nào. Dạ cưng đến nhà chị đi. À ví dụ như em nói là mai em rảnh mà em muốn đến nhà chị chơi, chị có thể chỉ đường cho em không? À ngày mai em muốn đến nhà nhà chị chơi chẳng hạn, em ngày mai em, ngày em có thời gian sai giờ, sai giờ mau hả? Ôi sai giờ nè, sai giờ mau hoặc mau đúng là ngày mai tôi có thời gian rảnh nữa, sai mau đã tao dạ à nói lại là sai giờ ngày mai em có rảnh hả? Nói gì ta để em suy nghĩ em sẽ dễ hơn, nếu mà cô nói rồi mất công em dối, em mất công em bị tâm lý tự suy nghĩ nào.
Thời gian ai nấu vậy? Ai nấu vậy? Vậy thôi nói đi. Ai nấu vậy? Không nấu đi cái này em quên rồi cô, tự nhiên em gung cô ơi. Ok, Jenny thực hành cho bạn được không? Jenny thực hành không? Jenny từng học được bạn đi thực hành cho bạn. Hello. Kakak Ngọc đẹp. Hello. Saya ada senang saya nak pergi kakak rumah bermain. Boleh tak? Ya, boleh lah. You nak pukul berapa datang saya rumah? Saya saya dari KL. Pakai mana pergi kakak rumah di mana? You berso you pukul mana datang saya rumah? Bạn hỏi mấy giờ em qua kìa? Pukul berapa? Agak 9 pagi lah. Buku 9 pagi. Sớm dữ. You ada đẹp, Ngọc đẹp nói thêm câu tao chưa dậy đừng có tới nghe mày. Nghe sorry hai bạn thực hành đi nào. You you should have. Hai. Hai đừng có hỏi. Hai đẹp. Nào bà ghi giờ ho đã, saya rumah mua giờ ho. Saya chưa có đến lần nào nói nào cô em quên rồi. Saya tak pernah pergi ke sana. Saya tak pernah ke pergi ke mua. Bagaimana untuk sampai ke sana? Malaysia sih. Saya tak boleh bawa kereta. Bukan, I cakap you sudah pergi Malaka dah. Saya sudah pergi. Apa tak apa. You Malaka dulu pergi sana sikit tak mau lah. Sao môi à? Em đi đến Malacca đi rồi đi một đoạn nữa là tới Mo thôi nên là cứ yên tâm mà đi thôi biết chưa? Dari you sampai Malacca you telepon saya lagi cakap. Thế mà để cho nhanh gọn hơn thì Ngọc đẹp sẽ nói là tapơ là và đu ma sa giờ là say bố lê bao bạc character ăn cả đâu bạn đa tăng giải ruma đâu nào đến nơi đất cái điện đa tăng nói tiếp kìa. Đến sân bay Malacca hả? Ngọc đẹp sao ra suda sân bay Malacca sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana? Bagaimana pun boleh lah. Saya apa? Hobbiton lah. Hobbiton Malacca sini. You mana? Awak mana? Saya sedang sendiri. Bahatan. Bahatan Hobbiton. Di sini. Hadapan. Hadapan belum. Tak apa. You lari. You tulut. Tulut jalan. Agak kilometer. Ayu blok kiri. Belok kiri. Belok kiri. Dua minit. You sana tunggu saya datang ah. Ok rồi đó, đúng nào? Ok. Đi thẳng vẽ trái rồi đứng đó tao tới là được rồi đúng không? Đơn giản như vậy thôi đó các bạn, đơn giản như vậy thôi. Có cái là các bạn tưởng tượng cái vị trí nhà các bạn xa quá nên thành ra các bạn khó thôi. Chứ còn ví dụ như là nếu như mà chuẩn bị mà đến từ KL mà đến Johor mà 9 giờ sáng hẹn thì Jenny mà đến Malacca thì cứ chuẩn bị đi khoảng độ từ 6 giờ sáng đúng không nào, 6 7 giờ 5 giờ sáng là phải đi rồi. Không được gì nhá. Ngay lúc mà kẹt xe chắc em nghĩ tới tối mới tới. sáu đi từ KL đến Malacca là hai tiếng mấy thôi cô ạ? Đúng rồi, nên là cô muốn chỉ cho các bạn nhiều tình huống như thế là vì sao? Đó là thứ nhất là chúng ta hỏi đường đi xa thì ví dụ như là Ngọc đẹp thì hướng dẫn bạn đến Malacca đi, nhưng mà nếu mà đấy cũng là một cách hướng dẫn, nhưng mà có cách khác đúng không nào, nếu như mà không biết thì bạn có thể là mua vé xe bíp đi đúng không nào, đến bến xe của Malacca thì bạn ở đó bạn đợi tôi, hoặc là đến đó đi rồi bạn tu cả bát đúng không nào, đến bến xe Malacca rồi tu cả bát xong rồi thì chúng ta có thể trả lời rất là nhiều cách, bạn Ngọc đẹp và bạn Jenny thì cũng rất là tốt rồi, đại khái là chúng ta hiểu được nhau.
Cái điều quan trọng là cô muốn hai bạn hiểu được nhau là chúng ta đang nói gì là được rồi. Còn các bạn chỉ đường thì chỉ đường từ đây tới từ Johor tới Melaka thì các bạn chỉ mà lung 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 như thế thì chúng ta không thể thấy nhau được, đúng không nào? Chúng ta khó thấy nhau lắm. Còn như bây giờ bạn Ngọc Đẹp bạn nói là tôi đang ở chỗ bệnh viện của Melaka đây, Jenny đang ở đâu thì Jenny nói là Jenny đứng ở phía trước thì ok, đó là cái chỗ đó được đó. Thì Ngọc Đẹp nói là đi thẳng đi rẽ trái rồi đứng đó rồi tí nữa tớ ra thì được. Cái đoạn đó là được vì đứng gần nhau mà đang gần nhau thì hướng dẫn bạn. Bạn đứng đằng trước bệnh viện, mình cũng đang ở bệnh viện thì chúng ta chỉ còn một đoạn nào nữa thôi, vì là cái chỗ đó là bạn Ngọc Đẹp bạn ấy thân thuộc thì bạn có thể chỉ như vậy thì cũng rất là tốt. Và đó là cái điều ví dụ cho các bạn đó, ví dụ cho các bạn. Thì các bạn về nhà các bạn tự tưởng tượng ra, bây giờ đang ở trên lớp nên là các bạn tưởng tượng như vậy cũng rất là tốt rồi, nhưng mà về nhà thì chúng ta sẽ có nhiều cái suy nghĩ hơn, chúng ta sẽ nhiều suy nghĩ hơn. Và Nga với chị Ngọc Đẹp gần nhau đấy. Nga Ngọc Đẹp gần nhau mà đúng không? Mua mà. Chị Mộng Đẹp ở đâu? Ấy à, chị ở Mua. Nga Mo, em cũng ở Mo nè, chị ở đâu ạ? À? Ở Bukit Pasir á, không biết chỗ đâu rồi. Bukit Pasir hả? Em ở cho bên Xin Chào Quang. Anh gì? Xin Chào Quang. Sungabong ở đó, chỗ đó mình biết. Gần nhau đâu nào, gần nhau rồi. Bukit Pasir gần chỗ em đó. Bukit Pasir ngay chỗ cái ngân hàng á, ngân hàng Bukit Pasir á. Hai chị là ở chỗ nhà em khoảng 15 phút. Hai chị nhà... chạy xuống nhà em 45 phút. Xuống nhà em qua tới dưới dùng chuyển là 45 phút phải rồi. Thế nhưng mà không có dịch thì phương tiện đi lại nó cũng rất là dễ, đúng không? Nhưng mà không có dịch thì từ đây đến Johor nó không có gì xa xôi cả. Ví dụ như từ chỗ cô đến Johor thì nó hơi xa, nhưng mà chỗ các bạn gần nhau. 45 phút thì đơn giản lắm các bạn. 45 phút thì đôi khi mà cô đi ăn cơm còn vượt quá 45 phút, hay là ngày hôm qua cô chỉ long cai quanh nhà cô là cô đi mất 2 tiếng rồi, đúng không nào? Đi lại 2 tiếng trên xe rồi, đúng không nào? Nên là nó rất là gần thôi. Nhưng mà cái là dịch bệnh thì chúng ta cách xa nhau thôi, chứ không dịch bệnh thì chúng ta làm offline thì đơn giản lắm. Chúng ta sang phần ôn tập các bạn nhé, phần ôn tập này. Mà chị Mộng Đẹp học lâu chưa mà nói hay quá vậy? Chị học khóa này xong đó, vừa học khóa này mà. Ai ra tiếng cơ Pulan, em bác Pulan à. Giờ là. Ồ, giỏi nha. À đúng rồi. Cái giá bồ lông mà xuống ấy nhỉ, xảy ra cho tôi hả bà nhá, ta cứ để. À, cha cắp hả? Mà đây vô phá, bà bi hả? Ai xảy ra cha cắp cô luôn, bà nhá ta cứ. Ta bi mà xuống ấy nhỉ, xuống đã hả? Ai hả bơ bồ lê cha cắp. Quả hành lý 2 đi. Thế vậy rồi, xin đi class pass Malayu là bukan Cantonese là hành lý 2 là hả? Saya terima kasih cikgu, tolong saya ha. Ya, sama-sama. Saya pun sangat gembira lah kalau dengan orang cakap macam ini. Tahu nah. Cô rất là vui khi mà nghe được những cái ý kiến đóng góp của bạn, nhưng mà thực sự cô rất là yêu thích cái lớp của chúng ta. Vậy khi nào học cũng có rất là cảm hứng rất là nhiều. Chúng ta chuyển qua phần ôn tập nhé, là chúng ta chuyển qua tình huống khác. Thì cái phần ôn tập này một số những từ nó giống rồi thì cô không có đọc lại nữa. Còn những cái biển nào mà nó khác, ví dụ như biển. Chị học gì mà chị giỏi như vậy? Những cái biển này đó là những cái biển nào khác thì cô sẽ nói thêm, ví dụ như là Mandu, Hati là lái xe cẩn thận, thì đây là những cái biển mà nó không có trong phần từ vựng thì cô có thể chia sẻ với các bạn này. Hoặc là cái biển tiếp theo là Kawasan Rehat, Kawasan Rehat này nó là cái trạm dừng hoặc là cái khu vực để dành cho việc nghỉ ngơi đó, thì cái này nó thường ở trên những cái đường quốc lộ cao tốc đường cao tốc, đường quốc lộ đó. Cái Kacholi mà mô tông này thì ngoại trừ những cái trường hợp muốn vượt, muốn cắt, có nghĩa là ngoại trừ những cái trường hợp muốn vượt, muốn cắt thì mới được đi vào cái làn này thôi, còn không vượt, không cắt thì cứ đi đằng trong kia. Thì những cái biển này là những cái biển mà chúng ta chưa có phần bên kia thì cô giới thiệu thêm. Còn cái Kacholi này thì chúng ta biết rồi, nó là khẩn cấp cứu. Kacholi, Kacholi thì là ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp cứu mới được đi vào thôi. Ví dụ như là khẩn cấp cứu là trong trường hợp nào? Một là em đang chở người bệnh, hai là em là xe cấp cứu, đó là hoặc là những xe cứu hỏa, xe của bệnh viện thì người ta sẽ được vượt cái chỗ này, Kacholi, Kacholi. Còn những cái xe khác thì không được đi vào cái đường đó, đường là đường cấm. Kawasan Panje thì Panje là cái gì? Ngập nước đó các bạn, ngập nước. Ví dụ các bạn nói là hôm nay mưa nhiều quá ở chỗ nhà em là nó bị ngập nước rồi, đó là tất cả những cái cống nó bị đầy hết rồi. Harini Huchen sang hát quạt saya punya kawan sini so kawasan sini soma panje long căng soma balloon ai đó nè, tất cả những cái cống đều đầy nước thì chúng ta sử dụng cái từ này là panje, ngập nước. Một cái từ dưới này khu vực của máy quay thì chúng ta học rồi nên cô không có đọc lại nữa. Những cái từ này thì bổ sung cho các bạn những cái từ những cái biển báo giao thông thôi. Đây nha, cái bài này thì bài tập của các bạn là cái gì? Thứ nhất
là học 10 phương tiện giao thông, thứ hai là thuộc ít nhất 15 biển báo, thứ ba là làm một bài hội thoại, là hội thoại hướng dẫn chỉ đường, có thể ghép cặp hoặc là một mình. Đó là cái bài tập của tình huống thứ 25. Chúng ta sẽ chuyển sang tình huống thứ 26. Trong cái tình huống thứ 26 này thì chúng ta học về gì? Chúng ta học về nhập học cho con. Thì cô biết rằng là nhập học cho con thì đa phần là chồng chúng ta là những người mà chịu trách nhiệm làm những cái nhiệm vụ này. Nhưng mà chúng ta cũng tìm hiểu xem là nếu như mà chồng chúng ta bận chẳng hạn, hoặc là dịch bệnh này mà chồng chúng ta, ví dụ như một số các bạn chồng còn đang ở bên Singapore chẳng hạn, chưa về được, thì chúng ta làm thế nào chúng ta nhập học cho con được, thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái bài này nhé. Tìm hiểu cái bài này. Cái bài này thì từ vựng của nó rất là ngắn thôi. Cô sẽ chia sẻ cái phần từ vựng của bài tình huống thứ 26. Từ đầu tiên là từ prosodo. Thì cái từ này chúng ta không đọc thành là phờ, phơ, yên phờ nhé. Cái này hơi âm bật hơi đằng trước thôi. Prosodo. Thủ tục. Đi làm pia can là đính kèm. Đính kèm cái gì? Đó nè. Đi la cu can là hoàn tất. Đi la cu can là hoàn tất. Suci kelahiran thì cái suci kelahiran này bạn nào cũng biết rồi. Cô tin là bạn nào đã từng sinh con thì các bạn đều biết cái suci kelahiran này, hoặc là các bạn đi kết hôn thì bạn nào cũng phải biết cái tờ này rồi. Cái tờ giấy khai sinh. Tờ giấy khai sinh, suci kelahiran. Data chúng ta học rồi, đăng ký. Yangasa thì yangasa nó chính là cái original đó các bạn, bản gốc đó. Còn ví dụ như là bản photo thì thường thường chúng ta gọi là original và photo, nhưng mà đúng chính thức ra cái copy đúng không nào? Còn cái tiếng Mã người ta sẽ gọi là Seninan, đó là Seninan, đó là cái bản photo. Nhưng mà chúng trong ta thường sử dụng tiếng Anh nhiều hơn, original hoặc là copy. Borang là giấy tờ, borang giấy tờ chúng ta học cái từ này rồi. Receipt quang thì cái receipt quang này là cái phiếu thu tiền. Cái phiếu thu tiền này thì ở trong trường cũng có, hoặc là các bạn đi ra ngoài thì nó đều có những cái phiếu thu tiền này hết, chúng ta gọi là receipt. Receipt thôi. Còn quang này chúng ta gọi cũng được, không gọi cũng không sao, đó là receipt, cái phiếu thu tiền. Người ta gọi tắt như vậy. Cơ man sộ can sokola thì cái từ cơ man sộ này chúng ta đã từng học rồi, nhập vào, đúng không nào? Check in. Cơ man sộ can sokola nó là nhập học. Surat thì là thư từ. Surat là thư từ. Surat khapa nó là cái tờ báo đó các bạn, tờ báo để đọc ạ. Tờ báo để đọc hay là báo giấy, đúng không nào? Tờ báo để đọc đó. Báo giấy chúng ta gọi là surat khapa. Ví dụ như là chồng các bạn nói là hôm nay em ở nhà, nếu như mà thấy người bán báo mua cho anh tờ thì chúng ta sẽ gọi là cái từ này, surat khapa nhé. Còn cái surat notice này là cái giấy thông báo, cái giấy thông báo. Ví dụ như là giấy thông báo chúng ta được những cái gì, nhận được cái gì mà nó có thông báo kết quả thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ này, surat notice. Class là lớp hoặc là hạng, thì cái từ này cô thấy các bạn từng sử dụng mà chúng ta cũng từng học rồi. Mới vừa rồi có bạn nào cũng sử dụng cái từ class này, bạn bài của Ngọc Đẹp đúng không? Ngọc Đẹp cô thấy có sử dụng. Bài Ngọc Đẹp thì hai bài đều rất là tốt, nhưng mà tại sao cô sửa cái từ đầu? Cô nói cô quên, cô không có nhắc Ngọc Đẹp đúng không? Sửa từ đầu. Tại vì sao mà cô sửa từ đầu cho em? Từ đầu em hoàn làm hoàn toàn đúng, nhưng tại vì sao cô sửa? Tại vì là em là nhân viên đúng không nào? Em là nhân viên. Khi mà có khách vào đó thì chúng ta sẽ nói là tôi có thể giúp gì cho bạn không? Chứ chúng ta không thể nói là bạn muốn tôi giúp cái gì nào, đúng là rất là ít người nói như vậy, nên cô mới sửa cho em nó Ngọc Đẹp. Nhưng chứ còn chính thức là em biết không sai chính tả đâu, nhưng mà hai cái thì em đều biết là tôi có thể, bạn muốn tôi giúp cái gì nào thì nó không hợp với nhân viên, nên là cô mới sửa cho em thôi nhé. Dạ dạ. Chứ còn em biết hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng. Có cái là nhân viên thì thường thường người ta sẽ nói lịch sự hơn là tôi có thể giúp gì cho bạn, đúng không nào, tôi sẽ giúp cho bạn. Chứ bạn muốn tôi giúp cái gì nào thì ít người nhân viên người ta sẽ nói ngược như vậy nhé. Tiếp nào. Isikan, isi là điền, đó là isikan điền đó. Chô cộp, đủ rồi, đầy đủ. Mà lúc mắt chúng ta cũng học rồi. Bô răng, bờ mô hô nan. Thì cái bờ mô hô nan này, không biết là cái bài nào chúng ta đã học chưa. Nếu mà chưa học thì chúng ta nhớ cho cô bờ mô hô nan này nó là đơn đấy các bạn. Các bạn làm gì cũng cần phải đơn này. Ví dụ như là các bạn đóng visa cũng cần phải đơn. Đó không nào, đóng visa cũng cần phải đơn. Đi làm cái gì cũng cần viết đơn. Thì bờ mô hô nan nó chính là đơn. Bô răng, bờ mô hô nan là đơn. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển qua cái... chúng ta cái phần từ vựng này thì có từ nào mà các bạn nghe cô đọc chưa rõ không? Dạ không. Không đúng không nào? Trước khi mà chúng ta sang cái phần bài hội thoại thì cô muốn chuyển xuống cái từ cái số 6 này ở phần bài tập ứng dụng á. Thì cô, đây nó cũng là những cái từ vựng thôi, nên là cô chia sẻ với các bạn nhé. Ví dụ như là tadika, thì tadika nó là cái bậc
bậc mẫu giáo mầm non. Thì con các bạn mẫu giáo mầm non mấy tuổi học và mấy tuổi kết thúc? 4 tuổi học. 4 tuổi, 6 tuổi. Đến 6 tuổi. À, 4 tuổi cho đến 6 tuổi đúng không nào? 4 tuổi, 6 tuổi đôi khi có học sớm cũng được. Một số con các bạn 3 tuổi đã học rồi. Nhưng mà thường thường thì 4 tuổi. Thì cái từ 4 tuổi đến 6 tuổi là cái trường mẫu giáo mầm non chúng ta sẽ gọi là Tarika các bạn nhé. Còn ví dụ như là cái sô-cô-la Randa này chính là cấp 1 của Việt Nam. Thì cấp 1 con của các bạn ở bên này thì con các bạn sẽ học cái sô-cô-la Randa này bắt đầu từ 7 tuổi tới 12 tuổi đúng không nào? Yeah. À, từ 7 tuổi tới 12 tuổi thì sẽ học ở cái sô-cô-la Randa này. Sô-cô-la Randa này là có nghĩa là chưa có lên form đó. Chưa có lên form thì sẽ học ở cái sô-cô-la Randa. Nó bằng với tiểu học của Việt Nam. Nó bằng với lại tiểu học. Còn cái sô-cô-la Mân-lơ-nga này. Sô-cô-la Mân-lơ-nga này nó chính là gồm cả trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nếu như Việt Nam chúng ta thì trung học cơ sở và trung học phổ thông chúng ta gọi nôm na là cấp 2, cấp 3 đó. Thì nó gồm là cấp 2 thì là có lớp 6, 7, 8, 9, đó là 4 năm. Cấp 3 là 10, 11, 12 là 3 năm. Nhưng mà ở bên Malaysia thì nó lại khác một tí. Cái sekolah menengah nó bao gồm 5 năm, 5 năm các bạn nhé. 5 năm thì 3 năm là thuộc trung học cơ sở, ví dụ như là form 1, form 2, form 3. Form 1, form 2, form 3 là thuộc cấp 2 của Việt Nam đó, trung học cơ sở. Còn xong form 3 xong thì thi một lần xong thì bắt đầu lên form 4, form 5. Form 4, form 5 thì chính là lớp 10, cấp 3 đó, 10, 11 và 12 đó. Thì đó chính là cái sô-cô-la Mân-lơ-nga này. Và sô-cô-la Mân-lơ-nga này thì học từ 5, 13 tuổi và 5 năm nữa là mười mấy tuổi rồi? 18. 18 tuổi. Đó là cái việc giáo dục của Malaysia. Nếu như bạn nào mà con học đến lớp nào rồi thì chúng ta tìm hiểu nhé. Chúng ta tìm hiểu. Nhớ cho cô là từ... hoặc là cái này tìm hiểu để sử dụng để làm gì. Ví dụ như các bạn đi phỏng vấn lấy PR đi, phỏng vấn lấy PR. Nếu như người ta hỏi là bạn học trình độ các bạn học đến lớp mấy, ví dụ như là em học hết hết cấp 3 thì em sẽ trả lời là em học hết hết chỗ nào? Happy Sekolah Menengah. Yeah, hoặc là nói nôm na là happy form 5 đấy. Đúng không nào? Form 5 là hết cấp 3 rồi đấy, hết lớp 12 đấy. Form 5 là bằng cấp 3 của Việt Nam. Còn ví dụ như là không thì chúng ta nói là happy sekolah menengah là người ta biết là em hết form 5 rồi, hết lớp 12 rồi đó, hết lớp 12 của Việt Nam. Còn ví dụ như bạn nào mà học cao đẳng thì chúng ta sử dụng từ này, college này thì không phân biệt tuổi, không phân biệt số năm. Ví dụ như college này em không nói là 25, 15, 35, 55, nó không quy định, tùy ngành học của em. Ngành học của em là ngành học gì thì nó mới quan trọng. Cái này không quan trọng thời gian, không quan trọng tuổi tác, nhưng mà cái biết cứ cao đẳng thì gọi là college. Còn university này cũng vậy, nó đại học. Đại học rồi thì khi mà con các bạn học hết cái sô-cô-la Mân-lơ-nga này các bạn, 18 tuổi thì các bạn ấy có quyền thi vào college hoặc là thi vào university. Thì người ta sẽ xét điểm, người ta xét điểm. Ví dụ như là con các bạn học xong cái này rồi mà con các bạn thi không đỗ thì con các bạn có một cái lớp nữa gọi là lớp bổ túc. Cái lớp bổ túc đó người ta gọi là form 6. Form 6 này thì không học 1 năm, đôi khi học 3 tháng, đôi khi học 6 tháng. Và cái form 6 này người ta không tính là một lớp các bạn nhé, không tính một lớp mà đây là cái lớp bổ túc để cho những cái bạn nào mà thi trượt thì các bạn học cái form 6 này để các bạn thi vào cái college và cái university thôi. Nếu như không thi, nếu như con các bạn học hết cái sô-cô-la Mân-lơ-nga này nhưng mà con các bạn không thi được đỗ, không thi, không pass được qua cái kỳ thi đó, giống như chúng ta không pass qua kỳ 2 đó, thì chúng ta vẫn vào học form 6. Vào form 6 làm gì? Đợi năm sau thi lại. Đó nào, đợi sau thi lại để chúng ta lấy cái bằng tốt nghiệp nhé. Thì đó là cái giáo dục của Malaysia cô chia sẻ qua để chúng ta có thể hiểu hơn. Nhớ cho cô, từ số 6 đến số 10 này là từ bậc mầm non cho tới bậc đại học. Cô sẽ trở về cái phần bài hội thoại. Trở về phần hội thoại nhé. Hội thoại trang 92 này. Thì phần hội thoại này là bạn Nhung, bạn ấy có đi làm thủ tục nhập học cho con của bạn ấy. Thì chúng ta, thì cô không biết là trong các bạn đã ai từng đi nhập học cho con của mình chưa? Nói chữ khoa không à? Nhớ chữ khoa không đúng không nào? Nói tiếng Hoa cũng được. Thì về nhà em từ cái tiếng Hoa để em dịch lại tiếng Mã và em viết lại cái bài hội thoại đó cho cô nghe nhé. Bạn nào cũng vậy, bạn nào cũng tự viết. Nếu như bạn nào mà không có, chưa từng đi thì các bạn sẽ tham khảo cái bài của cô, sau đó các bạn về nhà các bạn sẽ tự viết ra. Hoặc là bạn nào chưa có con thì chúng ta tưởng tượng vậy, đó là chúng ta tưởng tượng vậy. Còn bạn nào có con rồi, từng đi nhập học với chồng rồi mà nghe bằng nói tiếng Hoa, hoặc là chúng ta đã biết là như thế nào rồi. Bạn nào không biết thì chúng ta dựa bài hội thoại chúng ta làm nhé. Dựa bài hội thoại chúng ta để chúng ta tiết kiệm thôi. Cô sẽ đọc qua cái phần này nhé. Cô đọc qua cái phần này. Hai chị Vũ. Saya mau daftar untuk anak saya kemasukkan sekolah. Tôi muốn đăng ký cho con tôi nhập học. Xin tanya prosedur yang
Ăn thì xin cần hỏi là cần những cái thủ tục gì? Đó là cần những cái thủ tục đính kèm gì? Adaka awa suda mempunyai borang bermohonan thì cái mempunyai borang borang bermohonan đó là cái gì? Các bạn đã từng nhập học cho con, các bạn biết rồi. Cái borang bermohonan này là cái đơn. Cái đơn này thì thứ nhất là cái đơn con các bạn là khi mà con các bạn đang học Tadika là các bạn đã đăng ký tiểu học cho con các bạn rồi. Và đăng ký nhập học thì khi cái trường mà nó phê duyệt thì đã gửi cho các bạn một cái sổ đặt rồi. Nên là khi mà các bạn đi các bạn phải cầm cái này đi, đó là cầm cái này đi. Cái đơn đăng ký thì nhất định phải cầm đi thì mới nhập học được nhá, mới nhập học được. À sudah ada ini ialah profile. Thì cái profile đó chính là hồ sơ. Nếu như bạn nào mà xa lạ với cái profile này thì các bạn nhìn vào cái ứng dụng mà các bạn đăng ký để tiêm đó, các bạn thấy profile này chính là cái hồ sơ của chúng ta đấy các bạn. Hồ sơ của chúng ta đã điền cái chữ này mà đúng không? Chị xin melihat sudah cukup ke belum? Thì cái từ chị này nó không phải là trong cái từ bạ chị đâu các bạn. Từ chị là chỉ về khi chúng ta gọi về một cái người đối diện thì chúng ta tôn trọng người ta. Chúng ta tôn trọng người ta. Chị có thể sử dụng cho đàn ông, sử dụng cho đàn bà luôn. Sử dụng đàn ông và sử dụng đàn bà, sử dụng chung luôn nhá. Chị. Ví dụ như chúng ta gọi một cái người đó là chị, boleh tolong saya tak? Thì cái người đàn ông chúng ta cũng gọi được, cái người phụ nữ chúng ta cũng gọi được cái từ chị này nhá. Cô ơi, rồi sao mà nhiều người ta kêu du là cũng gọi được, là cái từ đó là lịch sự hay là không lịch sự cô? À, du thì là tiếng Anh đó các bạn. You, I, you là tiếng Anh nhá. I, you nó không phải tiếng Mã, nhưng mà người Malay thì người ta rất thích sử dụng là I, you. I, you là phổ thông, nó là phổ thông. À, không phân biệt giai cấp, không phân biệt chủng tộc, giống như là ủa với lỉ đó, ủa với nỉ đó. Nhá, you, I là nó là tiếng Anh. Và cái đó là không phân biệt giai cấp, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt ai cả, không phân biệt cao thấp gì đó. I, you là tiếng Anh, không phải tiếng Mã nhá. Có bạn thì nói kêu mày tao, xưng hô mày tao, bởi nhiều khi nói cũng ngại. À, không phải đâu các bạn, cái đó có thể dịch là mày tao, mẹ con, ba con đều được hết. Các bạn thấy là trong tiếng Tàu khi mà các bạn nói chuyện với mẹ chồng các bạn cũng xưng là ủa với nỉ đúng không? Dạ. Yeah. Khi mà các bạn nói chuyện với chồng các bạn cũng xưng là ủa với nỉ đúng không? Và khi cái con các bạn cũng xưng là ủa và nỉ, có nghĩa là cái từ phổ thông. Khi chúng ta nói với đối tượng nào thì cái đối tượng đó là cái người chúng ta cần kính trọng, chứ không như tiếng Việt là chúng ta dịch ra là mày tao là không có các bạn, cái đó là không phải nha, không phải. Nhiều khi nói chuyện với bạn bè bằng tiếng Mã mà kêu à, thí dụ nhỏ hơn mình kêu a đệ, mà thấy hầu như khách sáo mình kêu du cái nó dễ. À ai du là được rồi, ai du được rồi, không cần. Ví dụ như các bạn nói chuyện với cô, kể cả nói chuyện với cô các bạn cũng chỉ gọi là sai áo ạ là ok, đó là sai áo ạ. Nhưng mà cái chữ áo ạ đó khi mà chúng ta dịch cái tiếng Việt chúng ta không dịch là bạn mà chúng ta dịch là cô. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đối người cái đối diện thì cái chữ ai và you, chữ sai và áo ạ nó có rất nhiều nghĩa. Nó không phải là có nghĩa tôi, bạn, tao, mày, mà nó có nghĩa là ví dụ như là đại em nói chuyện với cô giáo thì người đó cái chữ áo ạ nó trở thành cô giáo. Nên là cái chữ đó các bạn đều có thể sử dụng, không nhất định là chúng ta phải sử dụng là cô giáo, nhất định phải gọi là chị gu, đúng không nào? Chúng ta có thể gọi là áo ạ, có thể gọi là you nhá, đều được nhá. Tiếp nào. À, chị xin melihat, từ melihat này chúng ta học rồi nhé, cô nhắc lại melihat sudah cukup ke belum, xin nhìn xem là đã đủ nhìn. Đã xem đủ chưa? Thì cái cô giáo này cô mới xem và cô vừa xem cô vừa nói này, sici kelahiran asa, cái khai sinh bản gốc, borang bermohonan, mẫu đơn đăng ký, pio electric ai, thì cái pio electric ai này là cái phiếu điện nước đấy các bạn, phiếu điện nước. Phiếu điện nước này thì người ta thường yêu cầu khi mà đi nhập học người ta phải lấy để làm gì, lấy để chứng tỏ là em ở cái khu vực đó. Em ở khu vực đó, em ở cái số nhà đó, nên là người ta sẽ lấy cái POA electric này, phiếu điện nước. Ini sudah cukup sine melung. Cái này nó bị thừa chữ các bạn nhé, melung. Thừa chữ N này, xóa đi. Cái chữ melung nó bị thừa chữ N, melung sekolah untuk diumumkan. Cái diumumkan nó là thông báo hoặc là công bố đó, thông báo hoặc là công bố. Cái chữ diumumkan này là thông báo hoặc là công bố. Xin đợi trường học thông báo hoặc là trường học cho công bố kết quả hoặc là thông báo cho các bạn đó. Cái chữ malungu thì nó thường một chữ N, chúng ta đọc và chúng ta biết rồi, chúng ta sửa đi cho cô nhé. Xin tanya berapa lama untuk hasil nhé. Xin hỏi là bao nhiêu lâu thì sẽ có kết quả đó. Hasil là kết quả, nhơ là từ cảm thán thôi, ha siêu. Kira kira, kira kira là nó bằng với aga aga đấy các bạn. Kira kira, aga aga. Aga aga chúng ta còn nhớ là gì không? Khoảng. Khoảng, đúng là kira kira cũng vậy, aga aga cũng vậy. À, kira kira,
Dua minggu kemudian surat akan dihantar ke rumah khoảng 2 tuần thì sau đó thư sẽ được gửi tới nhà. Thì cái từ kemudian này nó là từ sau đó, thì cái từ maka này nó cũng là từ sau đó, nhưng trong cùng một câu người ta không thể sử dụng hai từ kemudian và cũng không thể sử dụng hai từ maka. Nên người ta sử dụng bên trên người ta sử dụng kemudian, rồi bên dưới bên sau đó người ta vẫn muốn sử dụng sau đó nữa thì người ta sẽ click cái từ maka này, hai từ cùng một nghĩa luôn. Kamu membawa surat itu dan dan data masuk. Sau đó bạn là mang cái thư đó đến và đăng ký nhập học. Yeah, terima kasih chị Gu. Vâng, cảm ơn ạ. Thì trong cái trường trong cái tình huống này thì chúng ta thấy là khi mình nhập học cho con chúng ta cần những cái gì? Giấy khai sinh. Tiếp theo. Ngoài ra nữa thì chúng ta còn cần rất nhiều thứ, thứ là ví dụ như là IC của ba, của mẹ, giấy kết hôn của ba, của mẹ, và ngoài đó là bảng lương của ba tháng gần nhất, các bạn nhé, bảng lương của ba nữa, hai tháng gần nhất, bảng lương của ba hoặc của mẹ ba tháng gần nhất, đó là những thứ nhập học cho con, cô từng nhập học cho con cô thì cô thấy là như vậy. Thì cái hồ sơ đại diện thì ví dụ như là IC của ba, của mẹ thì tất nhiên rồi, giấy đăng ký kết hôn tất nhiên rồi, khai sinh của con là tất nhiên rồi, còn nó cần thêm một cái nữa là slip gaji, nó chính là cái bảng lương đó. Bảng lương của ba cũng được, của mẹ cũng được, ba tháng gần nhất, đó là những cái cần để đăng ký nhập học cho con. Mà thì sao ta phải ba ký bảng lương gần nhất thôi, còn đi ngân hàng nó cũng cần cái đó nữa. À đúng rồi, tại vì sao đúng không, tại vì là người ta muốn chứng minh rằng là em có bảng lương, em có đi làm, em có thể nuôi con em ăn học được, đó là người ta sẽ lấy cái bảng lương đó, nên người ta bất cứ khi nào người ta cũng cần. Hoặc là ví dụ như là các bạn sau này các bạn, cô không biết là các bạn đã đăng ký xin IC chưa, xin PR chưa, nhưng nếu mà các bạn đi xin đăng ký xin PR hoặc là các bạn làm giấy kết hôn cũng được, cái hôn cũng vậy, người ta cũng cần cái bảng lương của chồng các bạn, đúng không nào? Cần cái bảng lương của chồng các bạn không có cái bảng lương, chồng các bạn không có đi làm, không có EPS là người ta không có cho các bạn đăng ký. Tại vì sao? Người chồng nó không đảm bảo cuộc sống cho vợ. Cô ơi. Ơi. Dạ. Cô ghi cái từ bảng lương ra cho em với cô. À bảng lương đó là slip gaji. Dạ. Kể cả các bạn đăng ký kết hôn, các bạn hỏi lại chồng các bạn đi. À, khi mà đăng ký kết hôn người ta cũng vẫn yêu cầu cho vẫn yêu cầu là các bạn cần phải bảng lương 3 tháng, đúng không nào? Nếu như mà không có cái bảng lương, người ta không cho chồng các bạn đăng ký đâu các bạn. Gaji này là lương đó các bạn nhé. Gaji là lương. Nếu như bạn nào đi làm thì nhất định phải đòi ông chủ lấy cái này, gaji nhé. Gaji là lương. Slip gaji nó chính là bảng lương. Đi làm cần gaji. Đúng rồi, đi làm là phải lấy gaji nhé. Không gaji là không đi làm rồi, đúng không nào? Đi làm thôi chứ đúng ở nhà. Ở nhà thì mùa dịch này đừng đòi tiền, đừng đòi lương, đừng đòi lương chồng nữa các bạn, đòi lương chồng là mệt lắm đó. Dịch này khó khăn là đòi lương chồng là mệt lắm. Chồng em đòi lương em thì có cô ơi, chứ em không có đòi lương chồng em. Thế là được rồi đó, được không nào? Như thế dữ hết mà cô. Đúng rồi, giống như là tại vì là chồng em đi làm về xong bắt đầu lại cho một cái banh, và người ta nói là phụ nữ là cái banh mà đút vào thì dễ mà rút ra thì khó, đúng không nào? Rút ra thì khó, nên thành ra chồng bạn là phải xin bạn là phải rồi. Không, nhưng mà chồng cô thì rất sẵn phẳng các bạn ạ. Ví dụ như là cho thì là một ngày, nhưng mà vay cô thì 1.000 cũng phải trả lại, đúng không nào? Vay cô 1 xích cũng trả lại. Đúng rồi cô, em cũng y chang vậy đó. Vay thì 1 xích cũng trả lại, nhưng mà cho thì là cho, nhưng mà khi là vay 1 xích cũng trả lại. Chồng cô nói là đời của chồng cô chưa khi nào mà dùng tiền của phụ nữ, kể cả tiền của vợ. Nhưng mà lâu lâu thì trong túi không có tiền thì lâu lâu mà mùa dịch này không làm ra tiền, nên các bạn không phải không làm ra tiền mà tiền nuôi công nhân không đủ, đúng không nào? Công nhân người ta thiếu, mình thiếu ăn thì được, công nhân thiếu ăn thì không được, nên bắt buộc là đôi khi là boss mà trong túi chỉ còn có 20 xích, 20 xích ra đường mà chỉ có 20 xích thôi. Trong túi ra đường nhiều, có lúc thấy khổ lắm các bạn. Không phải là không làm ra tiền, mà làm ra rồi mà người ta không chịu trả lương công trình, người ta không chịu trả, mà lương công nhân mình vẫn phải trả, nên thành ra là boss trong túi chỉ có 20 xích là chuyện thường tình. Ok nhá, các bạn sẽ cùng nhau đọc cái bài này cho cô, cùng nhau đọc cái bài này cho cô nhá. Dạ. Cô mời và tại vì chúng ta nó nhóm của các bạn tách qua quá nên là cô sẽ gọi nhé, cô sẽ gọi. Cô ơi, em xong rồi nha, em có thể okay. Đọc bài được nha. À, em xong rồi nha, cho Bích Tiền nào. Bích Tiền đọc bài cùng với Mandy nè.
Ok. Cô sẽ gọi nó. Ok cô. Đã được chưa thôi chị? Sao cũng được. Hai chị gu say ya mu. Hai chị gu say ya ma hu. Data untuk anak saya kemasukan sekolah. Sekolah sila tanya prosedur yang diperlukan. Adakah awak sudah mempunyai barang permohonan? Sudah ada ini ialah rupi. Profile. Sila melihat sudah cukup ke belum? Siji kelahiran asal barang memohonan. Borang bermohonan bil electric I ini sudah cukup sila menunggu sekolah untuk diumumkan. Sila tanya berapa lama untuk hasilnya. Kira-kira 2 minggu kemudian. Surat akan dihantar ke rumah, maka kamu membawa surat itu dan daftar masuk. Ya, terima kasih cikgu. Oke, rất là tốt, đó nè. Ở nhà nhớ hình dung liên tưởng và viết cho cô bạn hội thoại nha. Cô mời Tiên là sorry, đúng rồi, Tiên và Hiền nè. Ok, chị Hiền đọc trước nha. Hai cikgu, saya mau data untuk anak saya kemusukan sekolah. Sila tanya prosedur yang diperlukan. Cô ngắt ngờ chị. Cái chữ này là cơ mà sổ nhé. Cơ mà sổ căn. Cơ mà sổ căn. Cơ mà sổ căn. Adakah awak sudah mempunyai barang permohonan? Sudah ada. Ini ialah rupai. Sila melihat sudah cukup ke belum. Siji kelahiran asal borang permohonan bil elektrik I ini sudah cukup. Sila menunggu sekolah untuk diumumkan. Sila tanya berapa lama untuk hasilnya. Kira-kira 2 minggu kemudian surat akan dihantar ke rumah, maka kamu membawa surat itu dan data masuk. Ya, terima kasih Cici. Oke, cảm ơn hai bạn nhé. Cô mời bạn Đẹp và bạn Nga nào. Lập trước hả cô? Ok, mời em. Hai ciru saya mau data untuk anak saya ke masukkan sekolah sila tanya prosedur yang diperlukan. Adakah awak sudah mempunyai barang permohonan? Permohonan. Sudah ada ini ialah. Profile chị Sila melihat sudah cukup ke belum? Siji kelahiran asal barang permohonan bil elektrik I ini sudah cukup sila menunggu sekolah untuk diumumkan. Sila tanya berapa lama untuk hasilnya? Kira-kira 2 minggu kemudian surat akan dihantar ke rumah,
maka kamu membawa surat itu dan data masuk. Ya, terima kasih, Kiru. Ok, cảm ơn hai bạn nhé. Nga cố gắng những cái chữ có chữ G nhé. Chữ G chú ý cho cô. Rất là tốt rồi nhưng mà một chữ G. Còn đâu đẹp thì chú ý cho cô là chữ bờ mô hô nan nhé. Không đọc là bờ mô hô an. Đó là bờ mô hô nan nhé. Ok. Chị Vũ. Yeah, Vũ. Vũ. Vũ là không phải đúng không? Vũ. Chị Vũ. Cô mời bạn Jenny và bạn Mai nào. Dạ. Ai đọc cho hả? Em chị đọc sao cũng được chị chứ chị đọc à. Hai chị cô saya mau data untuk anak saya kemasukan sekolah sila sila tanya prosedur yang diperlukan. Adakah awak sudah mempunyai orang pemohonkan honan? Ya sudah ada. Ini ialah profil. Sila melihat sudah cukup ke belum? Siji kelahiran asal borang permohonan BLCI ini sudah cukup. Sila menurut sekolah untuk diumumkan. Sila tanya berapa lama untuk hasilnya? Kira-kira dua minggu kemudian surat akan dihantar ke rumah. Maka kamu membawa surat itu dan daftar masuk. Ya, terima kasih, Cikgu. Cảm ơn hai bạn nhé. Dạ. Mời Thúy, Thúy bị nẻ mất rồi. Bạn Hiền đọc lại bạn Thúy hộ cô được không? Dạ. Chị đọc trước hay em đọc trước chị? Chị đọc trước đi, bữa Hiền đọc rồi đó là Hiền đọc trước rồi. Hai chị cô saya mahu data untuk anak saya kemasukan sekolah sila tanya prosedur yang diperlukan. Adakan awak sudah mempunyai orang permohonan? Sudah ada. Ini ialah profil di sila melihat sudah cukup ke belum? Siji kelahiran asal orang permohonan BLCI ini sudah cukup. Sila menunggu sekolah untuk diumumkan. Sila tanya berapa lama untuk hasilnya? Kira-kira dua minggu kemudian surat akan dihantar ke rumah. Maka kamu membawa surat itu dan data masuk. Ya, terima kasih, Chico. Oke, cảm ơn hai bạn nhé. Chú ý cho cô cái từ Suchi Klahiran nhé. Không đọc là Klahiran. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái phần bài tập các bạn nhé. Bài tập của trang 92 nè. 93 cô. Ủa 92 nè. Trang 93 nè. Dạ. Trang 93 này thì chúng ta sẽ, cô sẽ hỏi và các bạn trả lời nhé. Cái này nó có ở trong phần hội thoại rồi. Cô chỉ hỏi thôi. Jika mau data masuk untuk kanak-kanak perlukan borang apa? Cái này nó có trong hội thoại rồi. Chúng ta cần gì? Siji ke. Nói đi em. Cô cứ dịch thôi cô. Nói đi em. Trả lời là được rồi. Siji kelahiran asal borang permohonan BLCI. Nhá, đúng rồi. Rất là tốt. Chúng ta dựa hội thoại trong trả lời thôi nhé. Anna punya anda dia chữ Meraka này nó là họ, nó không có được hay lắm nên là bỏ cái từ này đi nhé. Các bạn viết từ dia vào. Dia con của bạn bao nhiêu tuổi hả? Dia berapa umur? Con của bạn bao nhiêu tuổi nào? Cô mời Anna sudah 7 Anna saya 10 tahun. Ya, 10 tahun cái này dễ rồi đúng không nào? Xin ạ.
Xin tại nhà berapa lama untuk hasilnya thì cái này nó chúng ta lấy bài hội thoại trả lời nào. Xin tại nhà sekarang 2 minggu. Bila tanya berapa? Ya. Kira-kira 2 minggu hoặc là agak-agak 2 minggu lah. Đó là agak-agak 2 minggu, kira-kira 2 minggu lah. Tiếp nào. Sila melihat sudah cukup ke belum? Trường học của bạn là gì? Của con bạn là gì? Bukan. Sila melihat sudah cukup ke belum? Câu thứ 4. Sekolah đã đủ chưa? Bạn coi có đủ chưa? À, xem bạn coi có sudah cukup lah. Ví dụ như là belum còn thiếu, chưa đủ, còn thiếu cái cukup. Thiếu cái giấy khai sinh bản gốc nữa. Kurang. Belum. Kurang siji kelahiran asahiran. Siji kelahiran. Đúng rồi. Belum. Chúng ta phải nói là chưa đã. Belum. 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 Kurang siji kelahiran lagi. Còn thiếu cái giấy khai sinh nữa. Tiếp nào. Apakah nama sekolah anak anda? Tên trường học của con bạn học là gì? Sekolah rendah. Con của em đang ở sekolah rendah, đúng là con của Ngọc đẹp ở sekolah nào rồi? Sekolah. Anak saya sekolah Kulatila. Yeah. Saya có bạn nào mà trong lớp mình chưa có con không? Ôi, con em là con em là sekolah Luma. Roma đó là chị Gu giờ là Sayer đó là Sayer Punya Sayer Punya đó là con cái bài ôn tập này thì là cái bài mà cô giao về nhà nha các bạn ạ. Bài ôn tập này giao về nhà nhé, bài ôn tập giao về nhà. Thì trong cái phần này về nhà chúng ta cố gắng chúng ta làm hội thoại trước khi chúng ta làm hội thoại. Ví dụ như bây giờ các bạn đi nhập học cho con đi nào, nhập học cho con một bạn, hai bạn nói lại chuyện hội thoại mà chúng ta không nhìn vào bài hội thoại mà chúng ta có thể đọc lại được không? Chúng ta tưởng tượng chúng ta nói được không? Không nhìn vào sách chúng ta có thể nói được không? Chắc em không được quá cô ơi. Được không nào? Chưa học thuộc bài nên chắc không được. Ví dụ như là bài sau chúng ta thuộc và chúng ta phải được đó. Chúng ta thực hành như trong bài hội thoại đó là ví dụ như là saya nak data untuk anak saya masuk sekolah, minta tanya prosedur apa. Chúng ta phải nói được như vậy đó là chúng ta phải nói được. Nói khi nào mà các bạn không nhìn sách nữa. Giống như cô nói cô không nhìn sách đâu các bạn. Đó là cô có nhìn sách đâu. Cô nói được thì cô thuộc, các bạn cũng phải thuộc như vậy. Khi nào các bạn thuộc là các bạn thuộc từ vựng, nên bài sau chúng ta phải thuộc như vậy cho cô để thực hành nhá. Còn vừa mới học xong mà các bạn thuộc thì hơi khó rồi, đúng là hơi khó rồi, nhưng mà hôm sau vào là nhất phải thuộc nhá. Cô nhiều khi á thuộc mà cái mình vừa chuyển qua tiếng Việt cái tiếng Mã cái nó bị chậm á cô. Tại vì là các bạn bị nhưng mà khi mà các bạn nhớ từ vựng rồi thì các bạn thuộc. Ví dụ bây giờ cô không có cho các bạn nhìn sách nữa, cô hỏi này. Ví dụ như bây giờ cô hỏi bằng tiếng Mã thôi đúng không nào? Kalau mau daftar untuk anak kanak-kanak masuk sekolah perlukan prosedur apa? Vừa các bạn mới trả lời xong bây giờ cô chỉ nhắc lại thôi. Cô nói lại nhé. Kalau mau daftar untuk kanak-kanak masuk sekolah perlukan prosedur apa? Nếu muốn đăng ký à, đăng ký nhập học cho con à? Thì cần những gì những thủ tục gì? Đúng rồi. Cần giấy tờ gì? Đó, các bạn phải tập nghe như vậy. Đó là tập nghe vừa lấy cô mở trên bảng. Các bạn nhìn trên bảng, các bạn vừa nhìn vừa nghe. Nhưng bây giờ cô chỉ nói thôi. Các bạn bắt buộc là các bạn phải nghe vào tai. Xong rồi chạy qua đầu. Đúng rồi, chạy qua đầu và chúng ta súng miệng. Chúng ta nói trả lời cô. Thì đó là cái cách. Nhiều khi á cô, em nghe không kịp cô. Các em bắt chữ theo cô á. Lấy bắt chữ cái tiếng Mã nó rất là dễ các bạn. Ví dụ như bây giờ các bạn giống như có bạn nói là nghe câu, ví dụ như là nghe nhạc hiệu thôi. Ví dụ cô nói là Omo Rapper, em không nghe câu gì, em nghe mỗi từ Omo rồi. Hỏi tuổi. Đúng là hỏi tuổi. Yeah. Hoặc là ví dụ như là tinh gan đi mà nó không chưa bài, nghe bài, không nghe cái tinh gan sống ở đâu. Sống ở đâu. Đúng mấy rồi. Cái đó thì dễ. Đó cái đó là các bạn phải nghe như vậy, đúng là bắt buộc phải nghe như vậy. Ví dụ bây giờ cô nhắc lại bài trước này, ví dụ cô hỏi là Lai Minggu saya mau balik Vietnam, tapi saya tak tahu pergi macam mana boleh pergi ke airport. Kamu boleh membantu saya. Các bạn nghe có kịp không? Kịp quá. Kịp đúng là nghe được. Cô nói lại một lần nữa nhé.
Lai Minggu hoặc là Minggu Depan saya nak balik Việt Nam. Tuần sau tôi muốn về Việt Nam đúng không nào? Tapi saya tak tahu bagaimana boleh pergi ke airport. Nhưng mà tôi biết làm thế nào để đi sân bay. Nhưng mà tôi không biết làm thế nào đi tới sân bay đúng không nào? Kamu boleh membantu saya. Các bạn có thể giúp tôi không? Giúp tôi. Thôi, các bạn có thể giúp đỡ tôi không? Đó là cái cách các bạn nghe cái câu mà cô nói dài. Nếu mà cô nói một câu ngắn là awa tinggal di mana thì dễ rồi, nhưng mà khi cô nói ba câu liền nhau như thế thì các bạn bắt buộc các bạn phải nghe. Bây giờ các bạn có nói chuyện một người Mã đi, không ai người ta đứng người ta nói là awa tinggal di mana, người ta không nói một câu đâu các bạn. Người ta sẽ nói là awa lama apa tinggal di mana, awa sudah kawin ke belum. Nó hỏi một dài một chặng thế, chúng ta bắt buộc chúng ta phải nghe đúng không các bạn? Ờ, từ từ, ấy nhắc lại từng câu đi để tao nhớ là trả lời, không ai các bạn đâu. Không ai sẽ nhắc lại, chúng ta phải nghe nhiều. Tại vì sao mà các bạn nghe nhiều, các bạn sẽ quen. Nghe nhiều sẽ quen, giống như Jenny, bây giờ nghe được rất nhiều. Đôi khi cô nói chuyện ở trong nhóm với Jenny, bây giờ các bạn có thấy là ít nói chuyện trong nhóm, nó nói chuyện trong nhóm phát huy như là kỳ 1, kỳ 2 đi nhá. Nói chuyện trong nhóm, tập nghe. Tuần này ít, tuần này cũng ít, tuần trước cũng ít. Chuyển qua WhatsApp rồi cô, Zalo nặng rồi. Bọn em chuyển nhà rồi. Đứng máy luôn cô, nhắn tin mà cái máy không mở được. Cô thì không dám xóa tin nhắn ở Zalo, tại vì sao? Vì Zalo nó có cái hồ sơ học sinh nên cô không có xóa các bạn đi được. Nên thành ra cái máy của cô lúc nào cũng trong tình trạng là đầy ghi hết cái những cái khác thì cô xóa hết, nhưng Zalo thì cô không được xóa, đúng là không được xóa nên thành ra là nó cứ đầy ghi hết, nó cứ đầy ghi hết rồi thành ra không lẽ rồi lại vì chỉ đổi vì đổi cái điện thoại vì nó hết ghi, đôi khi là cứ xóa hết cái này, xóa hết cái này, xóa cái này. Cô xóa cái phần chat đi, cô xóa phần chat thôi. Còn hình đấy lại hình và video có phải lưu lại, vì sao? Vì thứ nhất là đôi khi cô để những cái thông tin của các bạn ở lại đó, đôi khi lâu lâu cô xem hoặc là những cái thông tin của lớp này cô chuyển lớp khác cô không thể xóa, và các bạn thì có một nhóm các bạn đã đầy rồi cô